Vạn cổ chí tôn, Lý Vân Tiêu. Tập 19. Hội đấu giá. Lý Vân Tiêu khó hiểu hỏi. 5% ước chừng 200 danh ngạch đều vào hội đấu giá. Với tài lực như Thiên Nguyên Thương Hội mua mười mấy, 20 danh ngạch chắc không thành vấn đề. Đinh Linh Nhi cười khổ, nàng lắc đầu nói. Người tham gia đại hội tỷ võ bị hạn chế môn phái, đệ tử môn phái nào đã được chia danh ngạch thì cấm tham gia. Hội đấu giá không hạn chế điều đó, miễn là thế lực trong Hỏa Ô Đế Quốc đều có thể không biết tự lượng sức mình. Đấu giá được nguyên thạch vừa lúc dùng để mở ra Tu Di Sơn, còn lại thuộc về Hỏa Ô Hoàng Thất. Đinh Linh Nhi trầm giọng nói. Mỗi lần Tu Di Sơn mở ra cần số lượng đến mức không thể hình dung, con số thiên văn khủng bố, dù dốc hết tài sản một phương chưa chắc gom đủ. Tuy có hơn 200 danh ngạch nhưng Linh Nhi đoán đến lúc đó giá mỗi danh ngạch sẽ không thấp hơn 100 vạn trung phẩm nguyên thạch. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên. Cái gì, 100 vạn trung phẩm nguyên thạch? Lý Vân Tiêu nói đùa. Hay là Linh Nhi tiểu thư tặng cho ta một danh ngạch? Ta muốn bán đi đổi ít tiền. Đinh Linh Nhi cười nói. Vân thiếu gia đừng nghĩ ta cố ý hù, Vân thiếu gia cũng biết ích lợi của Tu Di Sơn thế nào. Mặt ngoài Nam vực trừ những môn phái ra còn có nhiều môn phái lãnh đời khác, bọn họ sẽ ra mặt hết. Những thế lực không có cường giả vũ hoàng chống đỡ, vì hậu thế sẽ không tiếc mọi giá tranh giành danh ngạch. Vân thiếu gia đừng coi thường những thế lực này tích lũy. Môn phái của ba vực khác sẽ lựa chọn đệ tử ưu tú lẻn vào Nam vực, dùng nhiều tài nguyên tìm cách đổi danh ngạch bằng được. Đinh Linh Nhi thở dài đầy ẩn ý. Đấu giá danh ngạch Tu Di Sơn sẽ là cuộc đấu giá kịch liệt nhất, cao giá nhất Nam vực. Lý Vân Tiêu tin điều này. Lý Vân Tiêu xoa trán, khẽ thở dài. Tóm lại chỉ vì ít danh ngạch, nếu mỗi nước thả ra 10 vạn danh ngạch thì đã không căng thẳng thế này. 10 vạn danh ngạch, ha ha ha, Vân thiếu gia nghĩ hay thật. Những thế lực đỉnh cao này phải khống chế tài nguyên trong tay mình, sao có thể chấp nhận cho môn phái khác nổi lên, thậm chí thay thế mình. Miễn là khống chế tài nguyên là bóp chặt đường vùng lên của môn phái khác. Lý Vân Tiêu tặc lưỡi. Cho nên nhiều năm qua Nam vực luôn yếu nhất, không biết đám lão bất tử trong thánh vực nghĩ sao mà đặt ra luật thép kiểu này. Những thế lực môn phái mục nát sớm nên bị đào thải mới đúng. Đinh Linh Nhi dùng mình, kinh ngạc kêu lên. Vân thiếu gia xin đừng nói nhảm, nếu lời này đồn ra ngoài sẽ rước họa vào thân. Lý Vân Tiêu trầm ngâm nói. Mấy én ở trong Nam vực thì bất cứ vũ hoàng nào đều có thể lấy dược danh ngạch. Đinh Linh Nhi sửng sốt, giây sau cười nói. Ta hiểu ý của Vân thiếu gia, đang có tin đồn Viêm Vũ Thành ra một vị vũ hoàng nhị tinh, ta nghĩ cách này không được, phải là người của Hỏa Ô Đế Quốc mới được. Nếu cường giả nào cũng lấy được danh ngạch thì chẳng phải là lộn xộn sao? Lý Vân Tiêu nhẹ gật đầu, lòng thầm tính toán. Lý Vân Tiêu cười hỏi. Không biết bao giờ đại hội tỷ võ sẽ bắt đầu, chắc Linh Nhi tiểu thư cũng nên đi giành một danh ngạch. Đinh Linh Nhi giật nảy mình, con người có rút nói. Không sai, ánh mắt Vân thiếu gia thật tốt, thực lực của Linh Nhi muốn cướp một danh ngạch không khó khăn, nhưng Linh Nhi không muốn lộ ra thực lực. Vân thiếu gia có thể giành một danh ngạch, chắc chắn sẽ thành công. Lý Vân Tiêu mỉm cười không nói, trong đầu vận chuyển nhanh. Sự kiện Tu Di Sơn vô cùng quan trọng, Nam Tiên Cảnh là vùng đất mơ của võ giả. Tiếc rằng cấm chế của Tu Di Sơn hạn chế tuổi tác. Mặc kệ ngươi luyện hóa xương cốt cơ bắp cỡ nào cũng không thể đánh lừa lực lượng cấm chế, tuyệt đối không chui vào được. Lần này trọng sinh, Lý Vân Tiêu sẽ không bỏ qua cơ duyên thế này. Hơn nữa đây là cơ hội tuyệt vời để tăng cao tổng thể thực lực Viêm Vũ Thành. Hai người bàn bạc giây lát sau Lý Vân Tiêu từ biệt. Đinh Linh Nhi nhìn bóng lưng Lý Vân Tiêu khuất xa, ánh mắt nàng phức tạp im lặng thật lâu, cuối cùng buông tiếng thở dài. Trên đường về Lý Vân Tiêu rất kích động. Đây là cơ duyên trời ban. Những người khác bị hạn chế danh ngạch nhưng Lý Vân Tiêu thì không, vì hắn có siêu phẩm huyền khí không gian, giới thần bi, bao nhiêu người cũng không sao, chỉ cần một mình Lý Vân Tiêu mang vào. Lý Vân Tiêu cực kỳ kích động, nếu bị người khác biết được bí mật này thì chỉ một giây hắn sẽ bị người giết thành tro. Chỉ cần sử dụng giới thần bi, trong Viêm Vũ Thành, ba tiểu đội, võ giả nào dưới 50 tuổi có thể vào Tu Di Sơn. Lý Vân Tiêu không dám thử với võ giả trên 50 tuổi, vì từng có bài học đau thương nhớ đời. Nhiều năm trước trong thánh vực có một siêu cường giả tập hợp lực lượng tất cả thuật luyện sư đỉnh cao trên Thiên Vũ Đại Lục lúc bấy giờ luyện hóa một huyền khí không gian đỉnh cửu phẩm.
Theo ghi chép thì vũ khí không khoa trương như giới thần bi nhưng cũng hình thành một phương không gian, có thể dựng dục linh khí, tẩm bổ sinh linh. Đây là huyền khí không gian mạnh nhất trong lịch sử. Sau khi huyền khí không gian được luyện chế không bao lâu thì Tu Di Sơn buông xuống. Vị cường giả thánh vực bỗng nhiên nảy ý nhét hết người trong thế lực môn phái của mình vào huyền khí không gian này lẻn vào Tu Di Sơn. Kết quả ngay khi cường giả thánh vực bước vào, huyền khí không gian bị lực lượng không gian của Tu Di Sơn nghiền nát bấy. Võ giả nào trên 50 tuổi núp tổng huyền khí đều thành cho. Còn lại người dưới 50 tuổi thì bình yên tiến vào Tu Di Sơn. Vị siêu cường giả kia cũng chôn xác trong vụ đó. Huyền khí và siêu cường giả kết nối tinh thần, khi huyền khí không gian bị hủy diệt thì siêu cường giả thánh vực bị thương nặng. Cuối cùng siêu cường giả dựa vào thực lực cường đại tuyệt đối xé rách không gian chạy trốn. Nhưng lực lượng cấm chế như có linh tính, nó vượt hư không đuổi theo siêu cường giả đến thần đô thánh vực. Trước mắt tất cả võ giả đỉnh cao, lực lượng cấm chế giết chết siêu cường giả thánh vực. Từ đó về sau không còn ai dám thử đưa võ giả trên 50 tuổi vào Tu Di Sơn nữa. Lý Vân Tiêu cẩn thận nhớ lại câu chuyện đó. Lúc siêu cường giả vào Tu Di Sơn, tuy huyền khí không gian bị hủy diệt nhưng võ giả dưới 50 tuổi ở trong huyền khí thì bình yên vô sự, điều này mới là quan trọng nhất. Lý Vân Tiêu không biết lúc huyền khí không gian bị hủy diệt do Tu Di Sơn không chấp nhận vật không gian hay vì có người trên 50 tuổi ẩn núp kích động cấm chế. Nếu vì nguyên nhân thứ hai, Lý Vân Tiêu có thể không hề kiêng dè đưa giới thần bi vào Tu Di Sơn, nhưng nếu là nguyên nhân thứ nhất, dù giới thần bi thần dị cách mấy cũng khó thể ngăn chặn lực lượng cấm chế của Tu Di Sơn. Lý Vân Tiêu suy nghĩ thật lâu, cuối cùng đặt quyết tâm. Nếu chỉ lo tu vi một mình hắn thì đương nhiên Lý Vân Tiêu sẽ giữ gìn giới thần bi. Nhưng muốn nâng cao thực lực tổng thể của Hỏa Ô Đế Quốc thì Lý Vân Tiêu phải mạo hiểm thử một lần. Cho dù giới thần bi bị hủy, mang mấy ngàn người vào Tu Di Sơn cũng đáng giá. Lúc Lý Vân Tiêu trở về Viêm Vũ Thành thì thấy đã đào móng xong. Lý Vân Tiêu đáp xuống trước tháp đơn, hắn suy tư một lúc sau đánh ra vài linh quyết. Giới thần bi biến thành luồng sáng chui vào trong trán Lý Vân Tiêu, lơ lửng trên đan điền. Không còn cửu long nhiếp linh trận rút linh khí tẩm bổ, e rằng linh khí trong giới thần bi không giúp bọn họ tu luyện được bao lâu. Thần thức của Lý Vân Tiêu quét xung quanh, phát hiện ngay chỗ Đoạn Việt ở, gã đang trong một lữ quán. Lý Vân Tiêu lắc mình bay nhanh vào trong. Không chỉ có Đoạn Việt, sáu thuật luyện sư cũng ở chung. Thấy Lý Vân Tiêu vào, cả đám căng thẳng. Lý Vân Tiêu nhìn Đoạn Việt suy yếu, cười nói. Chúc mừng tiến giai Vũ Hoàng Tam Tinh. Đoạn Việt rất mệt mỏi, nghe Lý Vân Tiêu nói thì nhảy cẫng lên, giật mình hỏi. Ta đã ức chế sức mạnh chỉ còn cảnh giới Vũ Tông Thất Tinh. Sao Vân Thiếu ra biết ta đột phá? Lý Vân Tiêu cười nói. Đoán, với thực lực lúc trước của ngươi, muốn ức chế Thanh Liên Địa Hỏa trong thời gian ngắn là chuyện không thể nào, trừ phi đột phá một tinh. Hiện tại vẻ mặt của ngươi mệt mỏi nhưng chứa nét hân hoan, ta biết ngay ngươi thành công thu phục Thanh Liên Địa Hỏa, vậy thì chắc chắn là đột phá đến Tam Tinh. Đoạn Việt sững sờ nghe, cuối cùng không rối rắm nữa. Trước mặt biến thái này luôn khiến Đoạn Việt tự hào chỉ số thông minh cao thoáng chốc tụt dốc. Lý Vân Tiêu nói với sáu thuật luyện sư. Các ngươi hãy thả lỏng người, đừng chống cự thần thức của ta. Sáu thuật luyện sư nhìn nhau, cảm giác có lực lượng thần thức bao bọc toàn thân mình. Con ngươi Lý Vân Tiêu co rút, một tay bắt ấn quyết. Sáu thuật luyện sư chợt hóa thành luồng sáng bay nhanh vào trán Lý Vân Tiêu, tiến vào giới thần bi. Sáu người đột nhiên phát hiện mình tiến vào một mảnh thiên địa khác, bọn họ rất ngạc nhiên. Lý Vân Tiêu đứng gần đó cười tủm tỉm nói. Hoan nghênh vào giới thần bi, từ hôm nay trở đi sáu người là thuật luyện sư của riêng ta. Lý Vân Tiêu ở trong giới thần bi là linh hồn, còn chân thân ở trong lữ quán thì nhắm mắt lại. Sau khi Lý Vân Tiêu thăng cấp thuật luyện sư tứ giai thì cảm ứng với giới thần bi càng chặt chẽ hơn, có lẽ đã đến lúc để hắn thử luyện hóa giới thần bi. Đoạn Việt giật mình kêu lên. Ủa, người đâu rồi? Sáu người đã đi đâu? Đoạn Việt nhìn sáu người bay vào trán Lý Vân Tiêu, điều này đảo điên hiểu biết của gã. Đoạn Việt sợ hãi thụt lùi, kinh kêu. Ngươi ăn sáu người đó rồi. Trán Lý Vân Tiêu nổi gân xanh. Chỉ số thông minh của ngươi có thể thấp hơn nữa không? Mau đi thuê ta. Lý Vân Tiêu lấy ra chiến xa, kéo Đoạn Việt bay đi xa. Mấy canh giờ sau, cách Viêm Vũ Thành vài ngàn dặm, trong một sơn mạch dồi dào linh khí. Trong sơn cốc có một hàng kiến trúc,
là chỗ ở của Vô Thượng Cung. Thần thức của Lý Vân Tiêu quét qua, phạm vi vài dặm nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Lý Vân Tiêu nói, không tệ, mượn chỗ này dùng tạm đi. Bên dưới chợt vang lên thanh âm. Là ai, dám đến Bách Kiếm Môn ta gây rối? Kiếm khí bắn lên chém vào thanh lang chiến xa. Lý Vân Tiêu nhướng mày vỗ mấy pháp ấn, chiến xa phát ra các luồng sáng xanh trực tiếp từ không trung lao xuống. Thanh lang chiến xa đụng vào người bên dưới phát ra kiếm khí. A, à, đó là một nam nhân áo vàng, gã đang giơ thanh kiếm to. Nam nhân áo vàng thấy chiến xa vọt hướng mình thì sợ hết hồn, vừa chạy vừa hét to. Có kẻ thù tập kích. Thanh lang chiến xa tuy chỉ là đẳng cấp tam giai nhưng giá trị rất cao, không ai dùng nó làm vũ khí. Lý Vân Tiêu thì hoàn toàn không quan tâm, chỉ huy chiến xa đụng vào nam nhân áo vàng. Nam nhân áo vàng trượt dài mấy chục thước, há mồm hộc máu. Nam nhân áo vàng bị thanh lang chiến xa đè không thể nhúc nhích. Lý Vân Tiêu và Đoạn Việt thế này mới bước xuống xe. Nam nhân áo vàng bị đè chân khí bế tắc lại hộc máu. Phụt! Nam nhân áo vàng hét thảm. Các ngươi thật to gan, dám xâm nhập Bách Kiếm Môn ta, còn dám dùng chiến xa đụng ta, các ngươi có biết đây là tội chết. Thiếu trưởng môn! Đám người kinh hoàng từ xa kéo đến, bọn họ nhìn nam nhân áo vàng bị đè dưới chiến xa. Thiếu trưởng môn có sao không? Nam nhân áo vàng chộp một cục đá ném vào đám người. Xa chăng khỉ gì, ngươi thử bị đè xem. Nam nhân áo vàng chửi ầm lên. Còn không mau bắt hai người này lại, ta muốn nghiền bọn họ tan xương nát thịt. Đoạn Việt cười nói. Kỹ thuật lái xe của ngươi kém thật, sao chỉ đè hai chân của hắn? Ta thấy đè cái miệng đáng ghét này dưới bánh xe chiến xa mới tốt. Lý Vân Tiêu cười nói. Tên này không hiểu đỏ đen gì đã chém kiếm làm ta rất muốn đâm chết ngay, nhưng không ngờ gặp phải người quen. Đoạn Việt kinh ngạc hỏi. À, người quen hắn. Thiếu trưởng môn kia nghe thế ngước lên nhìn, thấy bộ dạng của Lý Vân Tiêu đúng là khá quen mắt. Thiếu trưởng môn bỗng hét thất thanh. À. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thiếu trưởng môn này là Tiêu Kiếm. Thiếu trưởng môn của Bách Kiếm Môn tình cờ gặp Lý Vân Tiêu trong yến khách Vô Thượng Cung. Tiêu Kiếm nhận ra Lý Vân Tiêu, gã tức giận quát to. Ta nhận ra ngươi, ngươi chính là đệ tử Không Thiền Tông kia. Tức quá, một môn phái con kiến nhỏ bé mà dám bị thương ta. Các ngươi còn đứng ngây ra làm gì, mau bắt bọn chúng lại. Lý Vân Tiêu cười tủm tỉm. Nhiều ngày không gặp phong độ của thiếu trưởng môn vẫn như xưa. Tiêu Kiếm cuồng rít gào. A, à, đồ xúc sinh, dám chào phúng ta, không chỉ ngươi chết chắc rồi, Không Thiền Tông các ngươi cũng tiêu đời. Các đệ tử nghi ngờ đứng xem, nghe nói là người của Không Thiền Tông, môn phái xếp chót thì hăng hái lên, rào rạt chiến ý. Đám đệ tử Bách Kiếm Môn khí phách hiên ngang chỉ trỏ, giống to quát tháo. Thả thiếu trưởng môn ra, cho ngươi được toàn thây. Biết điều thì quỳ một bên chờ thiếu trưởng môn xử lý. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau mau quỳ xuống. Nhưng không đệ tử Bách Kiếm Môn nào dám tiến lên hành động, vì bọn họ phát hiện người đứng bên cạnh Lý Vân Tiêu thực lực khó đoán, thần thức thăm dò như đá chìm đáy biển, không chút phản ứng. Còn người Lý Vân Tiêu co rút. Quỳ. Khí lạnh bộc phát từ người Lý Vân Tiêu, công kích tinh thần bắn ra từ đôi mắt hắn khuếch tán bốn phía. Ui. Bùm 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 bùm. Mọi người ngạc nhiên, khí lạnh thấu xương làm bọn họ hút ngụm khí lạnh. Chợt cảm thấy đau đầu nhức óc như bị vạn mũi kim đâm. Các đệ tử Bách Kiếm Môn hét thảm, chân mềm nhũn quỳ xuống quanh Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cười khẩy nói. Thì ra các vị nói quỳ là muốn quỳ trước mặt ta. Cách Bách Kiếm Môn đón khách thật là đặc biệt. Xin các vị hãy đứng lên đi. Đoạn Việt kinh sợ nhìn Lý Vân Tiêu. Công kích tinh thần vừa rồi khuếch tán bốn phương tám hướng, Đoạn Việt cũng cảm nhận được. Dù là cảnh giới vũ tông thất tinh như Đoạn Việt cũng cảm giác đầu như bị búa bổ, người toát mồ hôi lạnh. Vũ đế xếp 10 hạng đầu thiên địa phong vân bảng, trừ võ đạo tu luyện đến đỉnh ra còn kèm tuyệt học khoáng thế, chấn động một phương. Lý Vân Tiêu dựa vào tuyệt học nhờ nó đưa hắn vào top 10 chính là đòn chuyên công kích thần thức này, đồng thuật khó thể ngăn cản. Chỉ cần hồn lực của đối phương dưới cơ mình là có thể dựa vào lực lượng linh hồn, thông qua đôi mắt thoải mái công kích. Tiếp trước Lý Vân Tiêu là thuật luyện sư cửu giai đế giai, trên đời có mấy người hồn lực sánh bằng hắn. Tiêu Kiếm bị dè dưới thanh lang chiến xa nên không bị công kích,
gã tức giận quát nạt đám đệ tử. Các ngươi làm cái gì? Các ngươi bị điên sao? Mau bắt hắn đi. Một đệ tử Bách Kiếm Môn hai tay ôm đầu, chảy mồ hôi lạnh ròng ròng uy hiếp. Tiểu tử, ngươi dám đến Bách Kiếm Môn ta dương oai, ngươi sẽ hối hận. Trưởng môn và các trưởng lão đang nghị sự trong đại sảnh, chờ bọn họ đi ra thì ngươi chết chắc. Các ngươi luôn miệng nói nơi này là đất của Bách Kiếm Môn. Lý Vân Tiêu không biết nên nói cái gì. Nơi này chẳng phải là Vô Thượng Cung sao? Dù Vô Thượng Cung biến mất cũng không đến lượt các ngươi bá chiếm đi. Trong đại sảnh Vô Thượng Cung vọng ra thanh âm, một nam nhân áo trắng bước ra. Không sai, vị tiểu huynh đệ này nói có lý. Linh mạch của Vô Thượng Cung vốn là mượn địa mạch của Yểm Nhật Tông ta. Nay người đi lầu trống, tất nhiên Yểm Nhật Tông ta sẽ lấy về. Một lão nhân đi ra, vẻ mặt sát khí nói. Nguyên Nguyên Vĩ, sao mặt ngươi dày vậy? Vô Thượng Cung gần Yểm Nhật Tông của ngươi hay gần với Vô Tướng Quan của ta hơn? Một bóng áo tím đi ra, cười khẩy nói. Nói khoảng cách gần, buồn cười, Nguyên Vô Thượng Cung nằm trong phạm vi tiên thiên điện của ta, các ngươi biết điều thì nhanh chóng rút đi. Một tiếng gầm tức giận vang lên. Tiểu tử, ngươi là ai? Sao dám bị thương nhi tử của ta? Một lão nhân mặc hoa phục, chân khí vòng quanh đôi tay, tia chớp lấp lóe tùy thời phun trào. Tiêu Kiếm thấy lão nhân này thì mừng rỡ reo lên. Phụ thân, cứu ta với. Lý Vân Tiêu thấy tình huống này liền hiểu có chuyện gì, hắn cười bất đắc dĩ nói. Ha ha, bốn vị thật là náo nhiệt, Linh Sơn bảo địa này chẳng lẽ ai gần hơn thì nó thuộc về ai? Bốn người đồng thanh kêu lên. Tất nhiên. Bọn họ không thèm để mắt đến thực lực của Lý Vân Tiêu, nhưng hắn lộ ra hơi thở làm bốn người không dám xem thường. Tiêu Quang, môn chủ của Bách Kiếm Môn không chắc về Đoạn Việt nên mới nhịn, không thì đã giết người từ lâu. Mắt Lý Vân Tiêu lạnh băng, cười giễu cợt. Ta cảm thấy Linh Sơn bảo địa của bốn môn phái Bách Kiếm Môn, Yểm Nhật Tông, Vô Tướng Quan, Tiên Thiên Điện của các ngươi rất gần với Viêm Vũ Thành ta. Tiểu tử, nói năng bậy bạ, người lớn nhà ngươi đâu? Nghĩ tình người trẻ người non dạ, mau lùi về. Kẻ tham tiền tài bất nghĩa sẽ chọc vào tai họa. Tiêu Kiếm biến sắc mặt nói. Cái gì, ngươi là người Viêm Vũ Thành? Tiêu Kiếm hét thất thanh. Thành chủ Viêm Vũ Thành Huỳnh Dương gia san bằng Huỳnh Dương gia, Lý Vân Tiêu. Ba người kinh ngạc biến sắc mặt. Cái gì? Gần đây chuyện Viêm Vũ Thành hầu như thổi khắp Hỏa Ô Đế Quốc, nơi khác trong Nam Vực cũng nghe tin về nó. Lý Vân Tiêu Viêm Vũ Thành nổi tiếng vô cùng, thành đề tài hàng đầu trong phố lớn ngõ nhỏ. Thập Phương Thần Cảnh trầm giọng nói. Viêm Vũ Thành cách nơi đây xa mấy ngàn dặm, hay Lý Thành chủ định đào Linh Sơn bảo địa qua đó? Quan chủ Vô Tướng Quan cho rằng Viêm Vũ Thành một thế lực phụ thuộc Vạn Bảo Lâu. Đúng vậy, sau lưng Viêm Vũ Thành dựa vào thương hội đệ nhất thiên hạ Vạn Bảo Lâu chẳng lẽ muốn chiếm tài nguyên như chân mũi của chúng ta? Điện chủ Tiên Thiên Điện góp lời. Lý Thành chủ tuổi trẻ tài cao tất nhiên không để ít chút tiền còn con này. Hay Lý Thành chủ giúp ta một tay, về sau Lý Thành chủ chính là bằng hữu mãi mãi của Tiên Thiên Điện ta. Điện chủ Tiên Thiên Điện trực tiếp lôi kéo Lý Vân Tiêu, ba người khác biểu tình cực kỳ khó xem. Nhất là Tiêu Quang, lão nhìn nhi tử còn vùng vẫy dưới thanh lang chiến xa, trầm giọng nói. Lý Thành chủ, hãy thả nhi tử của ta ra trước, có gì từ từ nói. Lý Vân Tiêu liếc Tiêu Kiếm. Hắn không có mối thù gì với gã, chẳng qua gai mắt gã vênh váo nên mới dùng bánh xe nghiền gã. Lý Vân Tiêu cười khẽ vỗ trưởng, thu thanh lang chiến xa về. Lý Vân Tiêu cười to bảo. Không ngờ bốn vị chịu khó như vậy, nơi chỉ có chút tiền này cũng dành. Theo ta thấy chẳng bằng đều tham gia vào Viêm Vũ Thành ta, cho các ngươi sống sung sướng. Bốn người sững sờ. Điện chủ Tiên Thiên Điện cười lúng túng. Lý Thành chủ đùa vui thật. Mắt Lý Vân Tiêu lạnh băng, hắn lạnh lùng nói. Ta không đùa với các ngươi. Nếu các vị đã đến vậy hãy cùng nhau tham gia vào Viêm Vũ Thành của ta đi, vậy thì không cần tranh giành nữa, tránh khỏi đánh nhau ngươi chết ta sống, cớ sao không làm. Quan chủ Vô Tướng Quan biến sắc mặt nói. Nếu Lý Thành chủ có ý điều hòa thì Võ Tướng Quan nể mặt Thành chủ không tranh chấp với ba phái nữa. Quan chủ Vô Tướng Quan chắp tay nói. Xin cáo từ. Tông chủ Yểm Nhật Tông cũng chắp tay. Đúng vậy, nếu Lý Thành chủ đã ra mặt điều đình thì chúng ta nên nể mặt Lý Thành chủ. Các vị, trong môn của ta còn bận việc, xin từ biệt tại đây.
núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Khoan, Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Nếu các vị không có hứng thú tham gia vào Viêm Vũ Thành thì ta cũng không cưỡng cầu. Nhưng mọi người đều biết gần đây làm Huỳnh Dương gia mấy lần khiến bên ta bị hao tổn hơi lớn. Chúng ta gặp mặt là có duyên, ta muốn mượn các vị chút nguyên thạch để xài. Điện chủ Tiên Thiên Điện cười to bảo. Ha ha, Lý Thành chủ nói đùa, Quý Thành có thương hội đệ nhất thiên hạ Vạn Bảo Lâu chống lưng, thiếu cái gì cũng sẽ không thiếu nguyên thạch. Điện chủ Tiên Thiên Điện cười rất là miễn cưỡng. Ha ha ha, con người ta ghét nhất là nói đùa. Nếu mấy vị trưởng môn xem Lý Vân Tiêu ta là bằng hữu thì mỗi người cho mượn 5 vạn trung phẩm nguyên thạch để xài đi. Không cho mượn tức là không xem ta là bằng hữu, đối với người không phải bằng hữu thì... Hừ hừ. Lý Vân Tiêu nói đến sau cùng ánh mắt lạnh băng, hắn hừ mạnh, lực lượng tinh thần vô hình khuếch tán. Đoạn Việt thừa dịp đó bộc phát ra khí thế. 4 người toàn là vũ tông nhất tinh bị hồn lực của Lý Vân Tiêu chấn nhiếp cộng với lực lượng tuyệt đối áp đảo của Đoạn Việt, hỏi bọn họ làm sao chịu nổi. Tông chủ Yểm Nhật Tông, quan chủ Vô Tướng Quan, điện chủ Tiên Thiên Điện, Tiêu Quang mặt trắng bệch thụt lùi. Các vị, ai muốn tham gia vào Viêm Vũ Thành ta hãy đưa ra 5 vạn trung phẩm nguyên thạch. Nếu cảm thấy tình bạn giữa chúng ta không đáng giá 5 vạn trung phẩm nguyên thạch thì ta không ngại cắt đứt phần tình nghĩa này. Tông chủ Yểm Nhật Tông, Tiêu Quang, điện chủ Tiên Thiên Điện, quan chủ Vô Tướng Quan biến sắc mặt. 4 người đọc được tin tức trong mắt Lý Vân Tiêu là cắt đứt tình nghĩa kèm theo mạng sống. 4 người chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, cả đời bọn họ lần đầu tiên gặp kiểu bắt chẹt thẳng mặt thế này. Người có thực lực chấn lột Tiêu Quang, tông chủ Yểm Nhật Tông, quan chủ Vô Tướng Quan, điện chủ Tiên Thiên Điện toàn là nhân vật có uy tín danh dự, sẽ không làm chuyện hạ lưu như vậy. Quan chủ Vô Tướng Quan mặt mày xanh mét nói. Dù Lý Thành chủ cần tiền gấp thì chúng ta cũng không mang theo nhiều nguyên thạch như vậy. Lý Vân Tiêu phất tay cười gian. Không sao. Lý Vân Tiêu lấy giấy, bút ra viết 4 tờ giấy nợ đưa tới trước mặt 4 người. Lý Vân Tiêu cười tủm tỉm. Chỉ cần 4 vị trưởng môn ấn dấu tay là được. Tiêu Quang, điện chủ Tiên Thiên Điện, quan chủ Vô Tướng Quan, Lý Thành chủ suýt xỉu, bọn họ chưa từng thấy ai vô sỉ như vậy. Đoạn Việt phát ra khí thế làm 4 người phải khuất phục, nén giận cắn rách ngón tay ấn dấu. Lý Vân Tiêu cười híp mắt cất giấy nợ, thân thiện nói. Vô thượng cung này và ta có chút sâu xa, mượn tạm địa điểm cũ của bọn họ dùng. 4 vị đi đi, thứ lỗi không thể tiễn xa. Tông chủ Yểm Nhật Tông, Tiêu Quang, điện chủ Tiên Thiên Điện, quan chủ Vô Tướng Quan tức điên, nhưng vì e ngại hai người nên dành thả ra chiến xa, dẫn theo đệ tử môn hạ rời đi. Đi ra hôi của ai ngờ tiền mất tật mang, thiếu nợ 5 vạn trung phẩm nguyên thạch. Số tiền kia đối với tiểu môn tiểu phái như bọn họ không phải là con số nhỏ, khiến lòng người nhỏ máu. Chạy ra xa vài dặm, Tiêu Quang truyền âm gọi lại 3 người khác. Các vị, chẳng lẽ cứ nhẫn nhịn cho hắn bắt chẹt vậy sao? Mặt Tiêu Quang đen như lọ nồi. Các vị đều là nhân vật có uy tín danh dự, nếu để mặc cho người chèn ép, bị đánh rụng răng chỉ biết nuốt ngược vào bụng thì sao được? Đây chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là mất hết mặt mũi thì sau này làm sao lăn lộn trong Hỏa Ô đế quốc. Môn phái khác sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Quan chủ Vô Tướng Quan hừ lạnh một tiếng. Vậy ngươi muốn sao? Đừng tưởng ta không biết ý đồ của ngươi. Nhi tử bị người đánh, muốn lấy lại sĩ diện nhưng đừng kéo chúng ta đi lĩnh cơm hộp với ngươi. Ta không tin ngươi không biết thực lực của Viêm Vũ Thành. Điện chủ Tiên Thiên Điện sắc mặt âm trầm nói. Lặng lẽ tiêu diệt Huỳnh Dương gia, khiến Nguyên Hỏa Ô đế quốc căng thẳng nửa tháng. Sau đó có cường giả Vũ Hoàng xuất thế giết chết Huỳnh Dương Hỏa, cướp đi Thanh Liên địa hỏa luyện hóa. Hừ, đừng nói Viêm Vũ Thành có Vũ Hoàng, chỉ tính võ giả đứng sau lưng Lý Vân Tiêu cũng đủ sức giết chúng ta. Tông chủ Yểm Nhật Tông khuyên nhủ. Đúng vậy, mặt mũi quan trọng nhưng mạng sống, căn cơ quan trọng hơn. Tiêu Quang, ta khuyên ngươi nên tự giải quyết cho tốt đi. Chúng ta không trêu vào Viêm Vũ Thành nổi. 3 người bàn tán vài câu rồi than thở bay đi. Tiêu Quang dẫn theo đám đệ tử môn hạ biểu tình cực kỳ khó xem bay hướng Bách Kiếm Môn. 4 người rời đi, Đoạn Việt bực bội nói. Ngươi thật là, ham tiền vậy. Không cần mặt mũi sao. Ta thấy ngươi không đến mức nghèo vậy đi. Dù gì là chủ một thành, nghe nói hậu đài của ngươi là Vạn Bảo Lâu. Thật không vậy. Lý Vân Tiêu lắc đầu, nói. Đương nhiên xạo, nếu ta có Vạn Bảo Lâu làm hậu thuẫn cần gì vắt óc đào móc nguyên thạch làm chi?
đời bây giờ không có nguyên thạch thì sao tu luyện? Sau khi Lý Vân Tiêu tu luyện Bá Thiên Luyện Thế Quyết, hắn phát hiện mỗi tiến bộ một bậc thì hao phí nguyên thạch nhiều hơn kiếp trước gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Trong chuyến đi Nam Hải, lòng Lý Vân Tiêu chìm xuống. Gần như hút sạch Côn Ngô thần thụ mấy vạn năm tuổi nhưng chỉ giúp Lý Vân Tiêu tăng lên một đại cảnh giới. Những linh khí này nếu cho võ giả bình thường, miễn là thân thể chịu được thì rất có thể đột phá vũ tôn vũ tông. Hiện giờ Lý Vân Tiêu dần cảm thấy cơ thể của hắn dường như vô cùng tận, cứ tiếp tục thế này sẽ có lúc miệng ăn núi lỡ. Lý Vân Tiêu rất muốn đi gặp Ngạo Trường không hỏi xem gã làm sao tu luyện đến đỉnh vũ đế. Cái gì vô địch thân thể, toàn do nguyên thạch trồng lên. Ai, đi một bước tính một bước đi, Ngạo Trường không làm được, ta cũng có thể. Đoạn Việt nghe nói về tính chất tu luyện của Lý Vân Tiêu xong giật mình trợn mắt há hốc mồm. Công pháp tu luyện hao phí tài nguyên như thế chỉ có những siêu thế lực mới sở hữu được. Chắc ngươi không phải là đệ tử của những siêu thế lực này đi. Thiên Vũ Đại Lục trên thực tế nằm trong kiểm soát của Thánh Vực nhưng có một số tông phái, thế gia cường đại, thực lực không thua kém gì Thánh Vực, gần như ngang hàng. Những thế lực này trong Thiên Vũ giới được gọi là siêu thế lực, dậm chân một cái cũng đủ chấn động toàn thiên hạ. Lý Vân Tiêu hầm hừ. Ta cũng rất muốn, nhưng không thế lực nào chịu nhận. Lý Vân Tiêu đứng trên thanh lang chiến xa bay một vòng quanh Vô Thượng Cung, thần thức bao phủ sơn mạch, rốt cuộc tìm ra Tinh Hoa Linh Sơn bảo địa. Mắt Tinh Hoa Linh khí nằm ở phòng trẻ củi cỏ tranh bên góc Vô Thượng Cung, là nơi lần trước Mã Thiên Hà mở tiệc dẫn Lý Vân Tiêu đến. Biểu tình Lý Vân Tiêu kỳ dị, một tia sáng vàng bắn ra từ trán hắn hóa thành bia đá cao một thước nặng nề rớt xuống. Rầm. Giới thần bi đè ngay trên mắt linh khí tinh hoa, cắm rễ. Từng đợt linh khí địa mạch bốn phương tám hướng tụ tập lại. Thần thức của Lý Vân Tiêu cảm giác, linh khí trong đất đai dâng trào dưới chân hắn như có hàng vạn linh tuyền nhập vào biển rộng. Trong giới thần bi, Cửu Long Nhiếp Linh trận khổng lồ mà Lý Vân Tiêu bày ra chẳng cần khởi động đã tự vận chuyển. Lý Vân Tiêu lòng máy động, lẩm bẩm. Nếu bày ra trận pháp khác có khi nào thông qua giới thần bi trực tiếp vận dụng. Ý tưởng này làm Lý Vân Tiêu giật mình, nếu có thể thì hắn tương đương có một tòa thành lũy di động, năng lực tòa thành không ngừng tăng mạnh. Đoạn Việt ngạc nhiên nhìn giới thần bi tỏa sáng lấp lánh. Đây là thứ gì? Đoạn Việt cảm giác bia đá có điều bất phàm. Lý Vân Tiêu nói. Đi theo ta, thả ra thần thức, đứng chống cự thần niệm của ta lôi kéo. Lý Vân Tiêu kéo Đoạn Việt nhẹ vọt vào giới thần bi, lơ lửng trong không trung. Đoạn Việt ngạc nhiên xoa mắt, thần thức khuếch tán, gã hoảng sợ nhìn bốn phía. Đoạn Việt kinh ngạc nói. Cái, chỗ này là, ngươi đừng nói với ta là chúng ta vào trong bia đá vừa rồi, đừng nói với ta nơi đây là tu di giới tử, bên trong có huyền khí không gian linh thiên. Lý Vân Tiêu kinh ngạc kêu lên. Xem ra ngươi hiểu biết cũng nhiều. Trên đại lục này không nhiều người hiểu huyền khí không gian, dù là thuật luyện sư cũng chưa chắc biết huyền khí không gian tồn tại. Đoạn Việt hóa đá, hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ. Trong võ giới này nghe đồn là một vị thượng cổ đại năng xé rách thiên địa, trong không gian hư không mở mang ra địa, thủy, hỏa, phong mới, xây dựng tiểu thế giới thuộc về mình. Thiên Vũ đại lục cứ cách một đoạn thời gian sẽ có năm tiên cảnh giáng xuống là tiểu thế giới truyền thuyết thượng cổ đại năng khai sáng ra. Trong truyền thuyết còn có một số tồn tại như thần thoại khác, có thể một mình khai sáng tiểu thế giới, diễn biến, luyện chế. Thậm chí có thể dung nhập vào huyền khí của Lý Vân Tiêu, hình thành một chủng loại cực kỳ độc đáo gọi là huyền khí không gian. Loại huyền khí không gian này hoàn toàn là khái niệm khác hẳn huyền khí chữ vật, không thể so sánh. Huyền khí chữ vật là trực tiếp áp xúc không gian thông qua trận pháp dung nhập vào huyền khí, dùng để chứa đồ. Huyền khí không gian là trực tiếp khai sáng là một phương thế giới có địa, thủy, hỏa, phong. Đoạn Việt thẫn thờ. Cái, nơi này, thật sự là huyền khí không gian. Đoạn Việt lẩm bẩm. Hàng vạn năm trước cường giả một thế hệ Bách Lý Tôn tụ tập lực lượng nguyên thiên vũ đại lục luyện hóa ra huyền khí không gian Nặc Á Thiên Thuyền, lúc xuyên qua Tu Di Sơn đã bị hủy. Đời sau nhiều người tranh luận Nặc Á Thiên Thuyền có phải là huyền khí không gian không? Các đời thuật luyện sư cãi cọ không dứt, nhưng thứ trước mắt. Đoạn Việt khó tin nói. Chắc chắn là huyền khí không gian thật sự, thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Hơn nữa đây không phải Nặc Á Thiên Thuyền, là huyền khí không gian thứ hai trên Thiên Vũ Đại Lục sao? Lý Vân Tiêu khen ngợi. Người có chút kiến thức,
biết cả Nặc Á Thiên Thuyền. Ta khẳng định một điều, Nặc Á Thiên Thuyền là huyền khí không gian. Tiếc rằng ta chưa từng gặp Nặc Á Thiên Thuyền, nhưng ta chắc chắn phẩm cấp của Nặc Á Thiên Thuyền tuyệt đối sẽ không hơn giới thần bi của ta. Trong giới thần bi có mấy ngàn người đang tu luyện, bọn họ chỉ kinh thán, không ai biết bảo bối này là thứ nghịch thiên. Đoạn Việt thì hiểu rõ, thứ này đâu chỉ nghịch thiên, bản thân nó là một phương thiên địa, một phương quy tắc. Lý Vân Tiêu tiếc nuối nói. Tiếc rằng thực lực của ta không đủ, không thể hoàn toàn luyện hóa bảo bối này, chỉ liên kết tinh thần. Đoạn Việt đổ mồ hôi lạnh như tắm. Luyện hóa. Nếu có thể luyện hóa huyền khí không gian này, vậy trong phương thiên địa đó Lý Vân Tiêu là tồn tại chí cao vô thượng. Một động tác, một câu nói của Lý Vân Tiêu sẽ là, quy tắc của phương thiên địa này, ngang ngửa thần linh. Chuyến này trở về từ Nam Hải, lại tiếp xúc thần bia này, ta có thêm nhiều tham ngộ. Trong thời gian này ngươi hãy ở lại giới thần bi tu luyện đi, ta đã bày cửu long nhiếp linh trận tại đây, linh khí hơn bên ngoài mấy chục lần. Ta cần tham ngộ giới thần bi này. Lý Vân Tiêu sắp xếp một chỗ tu luyện cho Đoạn Việt trợn mắt há hốc mồm, hắn thì lơ lửng trong không trung ngồi tĩnh tọa. Linh khí trong giới thần bi hóa thành sợi dây thừng to từ bốn phương tám hướng tụ tập vào Lý Vân Tiêu. Tạo hóa quyết lần một, hút. Hai tay Lý Vân Tiêu đánh ra vài ấn quyết, cơ thể lóe ánh sáng vàng. Linh khí như thực chất điên cuồng ùa vào cơ thể Lý Vân Tiêu, liên miên không dứt. Nhưng Lý Vân Tiêu chưa thấy đủ, hắn vung tay. Các loại nguyên thạch, nguyên tịnh lóe ánh sáng tím phô thiên cái địa hiện ra, trải rộng ngàn thước. Đây là toàn bộ nguyên thạch, nguyên tinh của Lý Vân Tiêu, ở trong giới thần bi này dù có tan biến nguyên khí cũng sẽ không lãng phí. Bạo hết. Ầm 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 ầm. Lý Vân Tiêu đánh cú đấm, quyền phong chấn động. Những nguyên thạch bị khí kình đánh nát, bên trong chứa nhiều nguyên khí lan tràn. Chỉ vài giây Lý Vân Tiêu đã đánh ra ngàn vạn cú đấm, làm bầu trời mông lung. Thân hình Lý Vân Tiêu nhòe dần, cơ thể bị bao bọc trong mảng lớn nguyên khí, hắn điên cuồng hấp thu tu luyện. Thực lực phú quân nhất tinh liều mạng hấp thu kiểu này đã sớm nổ banh xác. Nhưng đan điền của Lý Vân Tiêu như vực sâu vô tận, rót bao nhiêu linh khí cũng không đầy. Linh khí trực tiếp chuyển hóa thành lực lượng kỳ dị bị máu thịt hấp thu, hòa vào xương cốt, kinh mạch, da rẻ, mỗi kết cấu tổ chức toàn thân Lý Vân Tiêu được thấm thuần, dần căng đầy. Bá thiên luyện thế quyết luyện đến đệ nhị tầng, mỗi khi thăng cấp thì lực lượng cũng tùy theo tăng lên. Nhưng muốn cơ thể đến mức bão hòa, tu vi đột phá cấp số lượng linh khí nghe mà run. Đây là điều Lý Vân Tiêu lo nhất, hắn đã không thể bỏ qua thân thể chỉ lo luyện khí, phải là hai thứ song song tiến bộ. Cơ thể Lý Vân Tiêu cần lượng nguyên khí như biển, điều này sẽ cản trở lớn đến tốc độ tu luyện của hắn. Có lẽ đây là khuyết điểm của công pháp chí cường bá thiên luyện thế quyết. Mỗi loại võ kỹ kinh thiên động địa đều cần trả giá rất lớn, cần nghị lực lớn mới có điều thành tựu. Hiện tại Lý Vân Tiêu đã hiểu bá thiên vũ đế ngạo trường không có thể chiếm hạng nhất thiên địa phong vân bảng tuyệt đối không phải nhờ may mắn. Tu luyện bá thiên luyện thế quyết đến nguyên khí đỉnh cửu thiên cảnh đủ cho hàng trăm võ giả đột phá cửu thiên vũ đế. Tích lũy và tầm bổ thời gian dài khiến Vân Thiếu gia tiến bộ đại thành, thành tựu bất diệt kim thân. Trong một góc giới thần bi, Đoạn Việt nhìn đoàn nguyên khí như thực chất trong không trung, nguyên khí bao chặt Lý Vân Tiêu. Biểu tình Đoạn Việt cực kỳ phức tạp. Đoạn Việt lẩm bẩm, thành tựu sau này của hắn sẽ vượt qua sức tưởng tượng của chúng ta. Trong thời gian dài dặc vô tận của thiên vũ giới cường giả như hằng hà sa số, hắn sẽ để lại tên trong đó. Đoạn Việt thở dài thườn thượt, ngồi xếp bằng tu luyện. Lý Vân Tiêu ngồi khoanh chân trong không trung, bị nguyên khí nhiều vô số kể bao vây. Những nguyên khí bị hút vào đan điền của Lý Vân Tiêu, chỉ có chút ít hóa thành tứ tượng chi khí lắng xuống, đa số tan biến trong quá trình vận chuyển. Có một phần bị xương cốt của Lý Vân Tiêu hấp thu vào xương cốt, lặng lẽ thay đổi thân thể hắn. Từ khi Lý Vân Tiêu bước vào đệ nhị tầng bá thiên luyện thế quyết, hắn cảm giác toàn thân tràn ngập kình lực mạnh mẽ bá đạo. Loại lực lượng này đủ đập vỡ tảng đá, không thua gì chân khí. Cương mãnh bá tuyệt, đáng giả phi mị. Cảnh giới lưu ly chi thân cải tạo thân thể, bài trừ tạp chất, cường hóa thể chất, khiến thân thể trong trạng thái hoàn mỹ. Chí cường bá thể là cơ sở lưu ly chi thân, diễn sinh ra chí cường bá lực. Chí cường bá lực kích phát tiềm năng thân thể, thành lực lượng siêu mạnh giấu trong cơ thể. Võ giả luôn luyện khí thật sự là đường chính xác của võ đạo sao? Cơ thể võ giả vốn là kho tàng to lớn, giống như vũ trụ thiên đạo, các pháp tinh thần, ẩn chứa lực lượng vô thượng.
hồn, thể, khí, cả ba đều là đại đạo chí bảo, chỉ cần tu luyện đến mức tận cùng là có thể tung hoành thiên hạ, tiếu ngạo phong vân. Ta tu luyện cả ba, tuy rằng đường nhấp nhô gập ghềnh, nhưng có lẽ đây chính là một đại đạo thông thiên thập phương thần cảnh. Lý Vân Tiêu suy nghĩ hỗn loạn, hơi hé mắt lóe ánh sao, tay bắt pháp quyết không thay đổi, như ánh sao xa xưa. Trong biển nguyên khí xung quanh dần biến ra các tàn ảnh hình rồng rót vào cơ thể Lý Vân Tiêu, lại như vực sâu vô tận chẳng bao giờ tràn đầy. Thì ra trong thiên địa vạn pháp quy nhất, thuật bá thiên luyện thế quyết này có khác gì luyện khí của ta. Đều là luyện hóa tài liệu đến cực điểm rồi diễn sinh ra lực lượng mới, trở thành huyền khí. Ta hiểu rồi, bất diệt kim thân của Ngạo Trường Không là một loại huyền khí siêu phẩm, dùng thiên địa làm đỉnh lô, thân thể làm phôi thai, luyện hóa đến mức tận cùng thành huyền khí. Lý Vân Tiêu hiểu ra, cơ thể có cảm ứng toát ra từng đợt dao động. Tần suất dao động hài hòa nhảy en thó trong giới thần bi, dường như là hoa quy tắc nào đó sinh ra cộng minh, thiên địa có biến đổi. Đây là lần đầu tiên Lý Vân Tiêu cảm nhận biến đổi trong cơ thể, cảnh giới vũ quân nhất tinh mở ra. Nguyên khí mênh mông rót vào trực tiếp nâng lên nhị tinh, nhưng Lý Vân Tiêu không mừng rỡ mà trầm trọng nhìn bầu trời. Lý Vân Tiêu và giới thần bi liên kết tinh thần, tuy chưa thể nhìn hết mọi cảnh vật nhưng mỗi một thay đổi đều nằm trong thần thức của hắn. Giờ phút này, trên hư không có loại pháp tắc nào đó lặng lẽ sinh ra chấn động hòa cùng dao động hài hòa từ người Lý Vân Tiêu. Tận cùng bầu trời, nơi hồng mông minh minh, chấn động gợi ra ánh sáng vàng chói lòa như đom đóm chiếu rọi bóng đêm. Ánh sáng vàng dần tăng nhiều lên. Lý Vân Tiêu con người co rút, hoảng sợ xoay tròn mắt nhìn hư không chằm chằm. Nhưng ánh sáng vàng bắt đầu kéo dài, hòa tan, hình thành các khoa đậu văn tự màu vàng. Mỗi chữ hình thành làm đầu óc Lý Vân Tiêu ù vang, áp lực pháp tắc to lớn làm người Lý Vân Tiêu rung bần bật. Loại chữ này, Lý Vân Tiêu cắn chặt răng chống cự uy nhiếp pháp tắc to lớn, hắn cố gắng trợn to mắt thấy rõ mỗi một khoa đậu văn tự. Chữ giống như đại diễn thần quyết nhưng không phải đại diễn thần quyết, đây rốt cuộc là cái gì? Lý Vân Tiêu vận chuyển tất cả lực lượng toàn thân lên đến đỉnh, hồn lực bàng bạc và chân khí, chí cường bá lực tuôn trào ra ngoài chống đỡ hắn trợn to mắt. Hai hàng huyết lệ chảy ra từ hốc mắt, nhưng Lý Vân Tiêu không để ý. Tương truyền trên đời này có một ít chí cao thiên địa pháp tắc, không thể dùng chữ miêu tả. Chúng nó ẩn trong thế giới, khó thể hình dung, loại khoa đầu văn tự này hay là thứ để miêu tả chí cao pháp tắc. Lý Vân Tiêu cố nén người run rẩy, rốt cuộc thấy rõ khoa đầu văn tự màu vàng. Mấy chữ to dạo đầu hiện ra trong não hắn, đại giới thần quyết. Đại giới thần quyết là kinh văn chí cao pháp tắc ẩn trong giới thần bi, chỉ khi đọc hiểu nó mới hoàn toàn luyện hóa giới thần bi, chân chính tâm thần hợp nhất. Lý Vân Tiêu mừng như điên, hắn có được giới thần bi đã lâu, chứ có thể làm huyền khí không gian ra hắn bó tay không thể thăm dò nhiều hơn, hoàn toàn không có manh mối. Không ngờ lần này lĩnh ngộ yếu quyết tu luyện thân thể động thiên địa pháp tắc, thiên chí cao vô thượng kinh văn hiển hiện ra trong giới thần bi. Lý Vân Tiêu đọc từng chữ. Nguyên thủy tổ khí, phác phác hôn hôn, nguyên hàm vô chấm, thủy hồn vô danh, hỗn độn nhất phá, thái ất thổ manh, lưỡng nghi hợp đức, nhật nguyệt hối minh, càn giao khôn biến, khôn tức càn thành. Lý Vân Tiêu càng lúc càng thấy vất vả, mỗi đọc một chữ như chuông gióng trong đầu. Hiện tại Lý Vân Tiêu không chỉ chảy máu mắt, tai, mũi, miệng hắn cũng trào máu. Trông Lý Vân Tiêu rất đáng sợ. Thứ này giống như đại diễn thần quyết, không thể đọc bằng ngôn ngữ. Lý Vân Tiêu bỗng nhiên mở ra tâm thần của mình, hoàn toàn giải phong linh đài, không chút đề phòng nghênh hướng khoa đậu văn tự vàng trên bầu trời, khắc toàn bộ thần quyết vào thức hải. Liều mạng, mất đi cơ hội lần này thì lần sau muốn tham ngộ thiên địa quy tắc, hiển hóa ra thần quyết không biết chờ đến năm nào tháng nào. Nếu thức hải của ta có thể chứa đại diễn thần quyết thì cũng có thể với đại giới thần quyết. Dầm. Kết quả Lý Vân Tiêu đánh cuộc là linh đài không chịu nổi uy nhiếp từ lực lượng pháp tắc. Tinh thần bị chấn động dữ dội, não trống giống như tự bảo. Lý Vân Tiêu mất hết ý thức rớt xuống. Mơ hồ hàng chữ đại giới thần quyết hiện ra trong thức hải của Lý Vân Tiêu, lúc ẩn lúc hiện. Các chữ vàng trúc chắc khó hiểu chậm rãi hiện ra trong thức hải Lý Vân Tiêu, đó là đại diễn thần quyết. Nội dung vang lên trong đầu Lý Vân Tiêu tựa như nhịp tim đập đều đều. Đại diễn thần quyết hiện hiện, đại giới thần quyết lúc gần lúc xa cảm nhận hơi thở tương đồng thì cũng hiện ra từng chữ. Hàng chữ lấp lánh ánh sáng ở góc khác trong thức hải. Hai thiên thần quyết hiện ra rõ trong thức hải Lý Vân Tiêu,
sáng rực phản chiếu lẫn nhau. Lý Vân Tiêu đã hoàn toàn mất ý thức, hắn rớt xuống một góc giới thần bi, đầu ướt đẫm máu, đã hôn mê. Trong giới thần bi không có trời trắng, không có ban ngày và ban đêm thay nhau, luôn luôn sáng trưng. Không thể tính đã qua bao nhiêu ngày, Lý Vân Tiêu cảm thấy trong đầu không ngừng vang lên thanh âm đại diễn thần quyết. Từ sau khi Lý Vân Tiêu chuyển thế trọng sinh toàn nhờ vào thần quyết này phục hồi ký ức kiếp trước. Loại cảm giác này, chẳng lẽ ta lại chết, lại trọng sinh? Lý Vân Tiêu cảm thấy đầu nặng trịch, nặng hơn toàn thân hắn, đầu rũ xuống đất không ngước lên nổi. Bà nội nó, đầu nặng như búa sắt, bên trong có cục gạch. Chuyện quái quỷ gì đây? Lý Vân Tiêu nằm sấp dưới đất, mí mắt hé mở, tầm mắt mơ hồ thấy máu đông lại dưới đất tỏa mùi tanh. Đó là máu của ta. Lý Vân Tiêu gượng ngồi dậy, thấy rõ cảnh tượng trước mắt thì thở phào nhẹ nhõm. Nơi này vẫn nằm trong giới thần bi, Lý Vân Tiêu cảm giác được. Nhưng Lý Vân Tiêu vận dụng lực lượng trong thức hải thì thấy đầu hức nhối, ánh sáng vàng lấp lánh trong linh đài khó thể phân biệt. Lý Vân Tiêu bắt tử quyết, niệm đại diễn thần quyết. Mỗi lần Lý Vân Tiêu hôn mê tỉnh lại là trong đầu sẽ hiện ra thiên kinh văn này, công hiệu của nó không giống bình thường. Kinh văn đại diễn thần quyết không ngừng vang lên trong đầu Lý Vân Tiêu, cảm giác đau nhói dần tan biến. Không biết qua bao lâu, linh đài trong sáng, Lý Vân Tiêu không còn thấy đau chỗ nào, cảm thấy thần quang nội liếm, hồn lực trướng lớn ra. Đây là... Lý Vân Tiêu lộ vẻ mặt mừng rỡ. Hồn lực tăng lên đến trình độ cực mạnh, đã vượt qua ngũ giai vương giai, đây là dấu hiệu Lý Vân Tiêu thành thuật luyện sư ngũ giai. Thật là gặp họa được phúc. Nếu trong thức hải của Lý Vân Tiêu không có đại diễn thần quyết thì đã linh hồn tán loạn, chết hẳn. Lý Vân Tiêu cảm nhận sâu trong thức hải trừ đại diễn thần quyết ra còn có khoa đầu văn tự màu vàng khiến hắn cực kỳ e ngại, như ẩn như hiện, khó mà phân rõ. Đó là đại giới thần quyết. Đại diễn thần quyết, đại giới thần quyết, đều có hai chữ thần quyết, chẳng lẽ là cường giả thập phương thần cảnh để lại công pháp? Hai thiên công pháp mạnh vượt qua trình độ hiểu biết của Lý Vân Tiêu. Hắn nghi ngờ lẩm bẩm. Nhưng, trong lịch sử đại lục không ghi lại cường giả thập phương thần cảnh, sao có thể cho ta một hơi được đến hai thiên công pháp? Lý Vân Tiêu vắt óc suy nghĩ nửa ngày không ra, dứt khoát không nghĩ nữa. Ít ra đại giới thần quyết là mấu chốt khống chế giới thần bi. Lý Vân Tiêu cẩn thận đưa thần thức xâm nhập vào thiên hồng mông trong thức hải, nghiên cứu đại giới thần quyết. Nguyên thủy tổ khí, phác phác hôn hôn, nguyên hàm vô chấm, thủy hồn vô danh. Lý Vân Tiêu đọc đến một phần tư thì thấy mệt dã rời, hồn lực mới rồi còn tràn đầy thoáng chốc cạn sạch. Mí mắt Lý Vân Tiêu rũ xuống buồn ngủ. Lý Vân Tiêu cắn dầu lưỡi, máu tràn ngập khoang miệng, thần thức hơi tỉnh táo lại. Lý Vân Tiêu giật mình ngồi xếp bằng, vừa vận chuyển đại diễn thần quyết vừa đọc khoa đầu văn tự màu vàng. Một lúc sau hồn lực khô cạn dịu lại, dần đầy lên, cộng với giới thần bi liên kết tinh thần Lý Vân Tiêu dường như có cảm ứng với hàng chữ này. Nội ngoại hư thực, cương nhu bình quân, âm dương bích lý, biến hóa phân hình, chân tinh chân khí, hoảng hốt hiểu minh. Lý Vân Tiêu kiên chỉ đọc đến 1/3, nhưng mặc cho hắn vận chuyển hồn lực cỡ nào cũng khó đọc phần kinh văn sau. Lý Vân Tiêu chỉ thấy hỗn độn mông lung lơ lửng sâu trong thức hải. Lý Vân Tiêu thử nhiều lần sau thở hắt ra, từ bỏ. Còn lại 2/3 kinh văn chờ khi nào hồn lực của Lý Vân Tiêu tiến bộ mới đọc tiếp được. Giờ phút này, trên bầu trời trong xanh, lúc trước Lý Vân Tiêu gõ nát những nguyên tinh, nguyên thạch tràn ra nguyên khí mênh mông sớm đã tan biến trong thiên địa. May mắn trong giới thần bi, dù nguyên khí tan biến cũng là tầm bổ núi sông đất đai của phương thế giới này, vẫn thuộc về Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu đọc 1/3 đại giới thần quyết sau đó bước ra khỏi bia thần, xuất hiện trong vô thượng cung. Một tay Lý Vân Tiêu bắt ấn quyết thu giới thần bi vào trán. Hắn ngồi xếp bằng làm theo kinh văn ghi trong đại giới thần quyết bắt đầu luyện hóa giới thần bi. Luyện hóa huyền khí bình thường chỉ cần dùng hồn lực cảm giác mạch động huyền khí, hợp nhất tâm thần với mình là được. Nhưng giới thần bi thì cần một thiên thần quyết mới cảm giác được thiên địa trong bia, lĩnh ngộ một phương pháp tắc thế giới, do đó đạt đến cảnh giới tâm thần hợp nhất, như vật như ta. Lý Vân Tiêu tính thu, cảm nhận mỗi khi thi triển ra một thức đại giới thần quyết sẽ tham ngộ với giới thần bi sâu sắc hơn. Có lẽ bộ đại giới thần quyết này là pháp quyết tồn tại vì giới thần bi. Vì một đồ vật sáng tạo ra thần quyết huyền ảo thâm sâu thế này, có thể thấy được giới thần bi nghịch thiên cỡ nào. Lý Vân Tiêu đang tĩnh tâm tiềm tu chợt từ trong vô thượng cung truyền đến rung động khẽ khàng,
khí lạnh tuôn ra, băng giá thấu xương. Lý Vân Tiêu nheo mắt nói. Cực âm hàn khí. Bỗng ba bóng người vây quanh Lý Vân Tiêu, sắc mặt âm trầm. Một người dẫn đầu mở miệng nói. Là ai? Vô thượng cung của ta xảy ra chuyện gì? Tại sao không có ai? Người đó nhướng mí mắt, đôi mắt như đao, con người có rút nhìn Lý Vân Tiêu chằm chằm. Người đó tức giận quát. Tiểu tử, ra là ngươi. Người đó lắc mình, gầm lên lao vào Lý Vân Tiêu, gào thét. Trả lại phượng hoàng chân hỏa của ta đây. Ba người này là Tề Chân Tử luôn bế quan trị thương, Dịch Tiểu Sơn và Hô Diên Minh còn sống trong vô thượng lục tử. Không biết ba người bế quan ở đâu mà thoát khỏi Huỳnh Dương Hỏa giết chóc, thần thức của Lý Vân Tiêu cũng không phát hiện ra bọn họ. Mắt Hô Diên Minh bắn ra tia sáng hét lên. Sư thúc đừng giết hắn, bắt sống luyện hóa chân hỏa. Tề Chân Tử nói. Hừ, tiểu tử, thiên đường có lối ngươi không đi, tự đưa lên cửa, vậy ta không khách sáo nhận lấy. Trong lòng Tề Chân Tử chỉ nghĩ đến Phượng Hoàng chân hỏa, trong mắt chỉ thấy mình Lý Vân Tiêu. Tề Chân Tử xòe tay, năm ngón bắn ra khí thể màu xám từ bốn phương bay tới. Khí thể xám như dây leo thực vật định trói Lý Vân Tiêu lại. Lý Vân Tiêu khẽ thở dài, bàn tay lóe ánh sáng đỏ, hổ nha kiếm hóa thành mãnh hổ gầm giống lao ra. Muôn vàn kiếm quang khuếch tán, năm khí xám bị chặt đứt từng khúc. Mãnh hổ thế đi không giảm nhào vào người Tề Chân Tử. Dầm! Tề Chân Tử con người co rút vỗ trưởng đánh tan kiếm quang mãnh hổ, hét thất thanh. Vũ quân, mới có hơn tháng ngắn ngủi mà ngươi từ võ sĩ cửu tinh thăng cấp lên vũ quân nhị tinh. Không thể nào! Không chỉ Tề Chân Tử, Dịch Tiểu Sơn và Hô Diên Minh cũng ngây người, hóa đá. Chân hỏa, chắc chắn nhờ chân hỏa. Hô Diên Minh lòng nhỏ máu gào thét. Hắc hắn đã hấp thu chân hỏa nên có tốc độ tu luyện siêu nhanh như vậy. Trả Phượng Hoàng chân hỏa lại cho ta. Tề Chân Tử cũng đau nhói lòng, cực kỳ buồn bực, tức giận khớp xương tay kêu răng rắc. Biết điều thì lấy chân hỏa ra đi. Hô Diên Sư Điệt là thuật luyện sư tứ giai, ta sẽ kêu hắn nghĩ cách để ngươi sống. Lý Vân Tiêu cầm kiếm đứng thẳng ngó tên ngốc Tề Chân Tử. Dường như cảm giác được tình huống bên ngoài. Giới thần bi lóe tia sáng, Đoạn Việt lao ra đứng bên cạnh Lý Vân Tiêu, lạnh lùng nhìn ba người. Tề Chân Tử hút ngụm khí lạnh. Ui! Đoạn Việt phát ra hơi thở ức chế Tề Chân Tử, sát khí toát ra khiến gã ớn lạnh sống lưng. Vị đại nhân này, người là... Đoạn Việt hầm hừ liếc Tề Chân Tử, khinh thường trả lời. Tề Chân Tử đánh trống rút lui, rụt rè nói. Vị đại nhân này, người có quan hệ gì với tiểu tử này? Hô Diên Minh thì vẻ mặt nghi hoặc nhìn giới thần bi đằng sau, gã cũng cảm giác giới thần bi bất phàm. Đoạn Việt nhướng mí mắt nhìn Tề Chân Tử, lười biếng nói. Người cảm thấy là quan hệ gì thì là cái đó, chẳng sao. Tề Chân Tử ngập ngừng. Cái này. Ngực Tề Chân Tử nghẹn lại, chắp tay nói. Tại hạ và thiếu niên này có chút ân oán, hy vọng vị đại nhân này đừng nhúng tay vào. Lý Vân Tiêu cướp lời. Yên tâm. Hắn sẽ không ra tay. Đoạn Việt ngạc nhiên nhìn Lý Vân Tiêu. Tiểu tử này muốn một mình đấu với Vũ Tông sao? Tuy Tề Chân Tử chưa lành hẳn vết thương nhưng dù gì là Vũ Tông nhất tịnh 100%, hai người cách biệt hai đại cảnh giới, là sự chênh lệch không thể lấp đầy bằng kỹ xảo được. Nhưng Lý Vân Tiêu nói câu đó khiến Tề Chân Tử càng hoang mang. Hô Diên Minh lên tiếng. Vị đại nhân này, ta là tứ giai thuật luyện sư Hô Diên Minh. Chỉ cần đại nhân đừng nhúng tay vào việc riêng giữa chúng ta coi như Hô Diên Minh ta nợ đại nhân một nhân tình, sau này sẽ báo đáp. Đoạn Việt đắc ý nói. Xì, tứ giai có gì hay, chẳng là gì trong mắt ta. Đoạn Việt chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, đắc ý liếc Lý Vân Tiêu. Đoạn Việt không biết Lý Vân Tiêu đã lên ngũ giai. Hô Diên Minh nghe vào tai thì biến sắc mặt. Nhân tình của thuật luyện sư tứ giai, dù là cường giả Vũ Tông cũng khiến bao nhiêu người giành giật. Dù là Vũ Hoàng thất thúc cảnh cũng không muốn đắc tội một thuật luyện sư tứ giai, nhưng vẻ mặt Đoạn Việt khinh thường không thèm quan tâm đó tuyệt đối không phải giả bộ, nghĩa là gã thật sự không cần. Tề Chân Tử đánh trống rút lui, hỏi dò. Vị đại nhân này, phải chăng ta có thể bắt lấy tiểu tặc này và mang hắn đi? Đoạn Việt cười to bảo. Các ngươi nói như thể ăn chắc hắn vậy. Tề Chân Tử lộ vẻ tự tin nói. Đương nhiên, chẳng lẽ đại nhân thấy có gì không đúng sao? Lý Vân Tiêu không tỏ ý kiến khẽ cười nói. Tề Chân Tử,
chúng ta cá cược không? Tề Chân Tử khoanh tay trước ngực, hừ lạnh một tiếng. Ngươi có tư cách gì đánh cuộc với ta, nhưng nói nghe chơi cũng được. Lý Vân Tiêu thản nhiên nói. Người bên cạnh ta tuyệt đối không ra tay, ngươi cứ thoải mái đi. Nếu có thể bắt được ta thì Vu Dung thuộc về các ngươi, nếu không được, ta muốn cả ba quy thuận ta, được không? Tề Chân Tử trợn to mắt như thấy chuyện gì khó tin nhất đời. Cái gì, ngươi định đơn độc đấu với ta? Hồ Diên Minh trào phúng, khinh thường nói. Quy thuận ngươi, ngươi có tư cách gì muốn thu phục ta? Dịch Tiểu Sơn từ đầu đến cuối giữ im lặng, chỉ nhíu mày. Với tu vi võ vương bát tinh của Dịch Tiểu Sơn không có tư cách lên tiếng tại đây. Lý Vân Tiêu không thèm che giấu vẻ mặt châm biếm. Ha ha ha, thế này mà không dám đánh cuộc sao? Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Nếu vậy hãy xéo ngay đi, loại phế vật nhát gan như thế ta thu cũng chẳng ích gì. Vênh váo, ngông cuồng. Hồ Diên Minh tức giận quát. Đừng nói là Tề sư thúc, ta dư sức xử ngươi bằng võ đạo. Hồ Diên Minh là thuật luyện sư tứ giai, bản thân cũng là cao thủ vũ quân, xưa nay tầm mắt rất cao. Những đại môn phái, đại thế gia cũng không dám nói thu phục Hồ Diên Minh. Biểu tình Tề Chân Tử nghiêm túc, trầm giọng hỏi. Vị đại nhân này sẽ không nhúng tay vào đánh cuộc đúng không? Tề Chân Tử lo nhất là Đoạn Việt, nếu không có Vũ Tông làm gã nhìn không thấu thì đã sớm một chưởng đập chết Lý Vân Tiêu, cần gì dài dòng lâu vậy? Đoạn Việt thầm lo. Thấy ánh mắt Lý Vân Tiêu bình tĩnh thì chậm rãi nói. Nếu hai bên đều đồng ý đương nhiên ta không nhúng tay vào. Để ta làm nhân chứng, khi đó có người đổi ý thì đừng trách ta vô tình. Tề Chân Tử nhìn chằm chằm Hồ Diên Minh, ánh mắt như thanh đao xuyên thấu làm toàn thân Hồ Diên Minh lạnh lẽo. Hồ Diên Minh nghiêm túc nói. Nếu có đại nhân làm chứng tất nhiên chúng ta không nuốt lời. Dịch Tiểu Sơn nhẹ gật đầu xem như đồng ý. Tề Chân Tử hờ hững nhìn Lý Vân Tiêu, gã không nghĩ ra một vũ quân nhất tinh làm sao dám khiêu chiến với gã. Tề Chân Tử bình tĩnh nói. Ra tay đi, nếu không lúc thua đừng trách ta không cho ngươi cơ hội tấn công. Lý Vân Tiêu cười nói. Tề đại nhân đã có phong độ đại nhân như thế thì ta không khách sáo. Lý Vân Tiêu giơ hổ nha kiếm, thổi nhẹ, tiếng hổ gầm khuếch tán, thân kiếm giải phong, từng đợt mãnh hổ ảo đỏ gầm giống lao ra khỏi thanh kiếm to. Như ở trong núi rừng nguyên thủy, yêu khí ngút trời. Tề Chân Tử biến sắc mặt, uy lực nhát kiếm này quá mạnh, hơn xa khả năng vũ quân bình thường. Nhất định là nhờ tác dụng của Phượng Hoàng Chân Hỏa. Tề Chân Tử đều đổ hết lý do vào Phượng Hoàng Chân Hỏa, nghĩ đến đây tim gã lại tan nát, ánh mắt càng cuồng nhiệt hơn. Miễn Đoạn Việt không nhúng tay vào, gã bắt giữ tiểu tử này, mọi ích lợi sẽ thuộc về Tề Chân Tử. Đom đóm mà cũng đòi tỏa sáng. Tề Chân Tử lộ biểu tình châm chọc, vỗ một trường. Tiếng trường phong xé gió vang lên đè ép yêu khí. Mãnh hổ ảo bị uy lực một trường đánh tan tác, không gian khoáng đãng. Tiểu tử, nhất lực hàng thập hội, mặc cho ngươi có thủ đoạn thông thiên cũng không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Lần này coi như cho ngươi một bài học, hãy bó tay chịu trói đi. Nể mặt vị đại nhân này ta sẽ cố gắng tha mạng cho ngươi. Miệng Tề Chân Tử khuyên nhủ nhưng tay thì không ngừng. Trong khoảnh khắc đánh ra mấy chục quyền ảnh ngưng mà không tán trong không trung. Quyền ảnh rít gào toát ra khí lạnh băng giá hầu như đóng băng một phương. Đoạn Việt con người co rút, gã nhìn ra điểm lợi hại của chân khí này. Đoạn Việt thầm sốt ruột, nếu cùng đẳng cấp chống cự thì bản thân gã cũng không chắc có thể chống lại khí băng giá này. Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm, cong người, hai chân dẫm mạnh vọt lên. Lý Vân Tiêu thi triển di hình hoán ảnh bộ pháp trong quyền ảnh đầy trời. Không cú đấm nào đánh trúng hắn. Quyền ảnh đập ra mấy cái hố băng dưới đất, tất cả ngưng tụ thành kết tinh màu lam nhạt. Tề Chân Tử một tay bắt ấn quyết, hét to một tiếng. Thân pháp không tệ, nhưng vô dụng, cực hàn chân khí, ngưng cho ta. Răng rác, khí băng giá khuếch tán đầy đất bị ấn quyết đông lại, mắt thường có thể thấy khoảng không nhanh chóng kết băng, mặt đất phủ lớp băng giá. Lý Vân Tiêu vội nhún chân nhẹ nhàng tựa chiếc lá bay lên cao. Hắn muốn nhảy ra khỏi khu vực băng. Hai chân Lý Vân Tiêu vừa rời khỏi mặt đất thì bị khí băng giá đông lại trong không trung. Vẻ mặt Lý Vân Tiêu kinh hoàng. Tề Chân Tử cười to bảo. Ha 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 ha. Chán chết, ta còn chưa làm nóng người. Chàng trai, sau này phải khiêm tốn chút, đừng không biết trời cao đất rộng.
Tề Chân Tử bay lên nhìn kỹ khuôn mặt kinh hoàng của Lý Vân Tiêu, gã cười nhạt. Tề Chân Tử xoay người nói với Đoạn Việt. Đại nhân, đánh cuộc đã kết thúc, ta mang người này đi. Tề Chân Tử vươn tay vỗ trán Lý Vân Tiêu. Chợt bàn tay Tề Chân Tử khựng giữa chừng, trực giác nguy hiểm cực lớn tràn ngập trong lòng gã. Đây là bản năng của võ giả, tu luyện cảnh giới càng cao thì trực giác cảnh bao càng chính xác. Có chuyện gì, loại cảm giác này, khiến ta thấy nguy hiểm vậy sao? Hay có biến số gì? Tề Chân Tử nhìn Lý Vân Tiêu bị đóng băng, hút ngụm khí lạnh. A! À, Tề Chân Tử hoảng sợ định thụt lùi. Tuy Lý Vân Tiêu còn trong khối băng nhưng vẻ mặt kinh khủng đã biến mất, đôi mắt hắn như sao, cười nhạt nhìn Tề Chân Tử. Sao ngươi có thể? Hừ, chán chết, tùy tiện lộ ra cái chán một chút ngươi đã trúng chiêu, ta còn chưa nóng người. Hỏa vân trên trán Lý Vân Tiêu lóe qua, một bóng phượng hoàng lửa bay vút ra. Nhiệt độ mặt đất bỗng chốc tăng cao như từ vùng đất cực lạnh đi tới mặt trời nóng cháy. Nhiệt độ trái ngược làm người ta cực kỳ khó chịu. Tất cả khí băng giá TNA biến, phượng hoàng ảo mờ nhạt bay hướng trán Tề Chân Tử. Cảm giác cực kỳ nguy hiểm làm người Tề Chân Tử lạnh lẽo. Cách quá gần, lực lượng lửa bao phủ phạm vi quả lớn trực tiếp bao bọc Tề Chân Tử, gã không thể thoát khỏi. Tề Chân Tử sợ teo tim giống to. Cực hàn chân khí, toái băng giáp. Cơ thể Tề Chân Tử nở rộ từng tầng băng tinh bao vây gã lại hình thành phòng ngự băng giá cực mạnh ngăn cản sóng nhiệt nóng cháy bốn phía. Rầm. Phượng hoàng ảo đánh vào toái băng giáp tỏa ánh sáng chói mắt. Một tầng băng giáp vang tiếng keng két nhức răng, tan rã từng tấc. Tề Chân Tử gào rú thảm thiết. A! À, cơ thể Tề Chân Tử bỗng chốc biến thành màu đen, minh hỏa rực cháy, gã bị nướng ngoài khét trong mềm, làn da nứt ra. Hỏa độc đậm đặc thấm vào kinh mạch Tề Chân Tử, máu đen chảy ra. Hồ Diên Minh kinh khủng nhìn cảnh tượng này. Phượng hoàng chân hỏa, hắn luyện hóa ra phượng hoàng chân hỏa. Ngọn lửa một đòn đốt cháy cường giả vũ tông thì chắc chắn là phượng hoàng chân hỏa, tuy không thấy thực thể nhưng ảo ảnh mờ nhạt đã trấn nhiếp một góc trời. Lý Vân Tiêu hét to một tiếng. Hổ nha kiếm, thanh liên kiếm ca. Khi ảo ảnh chân hỏa hiện ra thì Lý Vân Tiêu bay vọt lên, hổ nha kiếm đỏ nở rộ các đóa sen đỏ to lớn rơi xuống người Tề Chân Tử. Ong 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 ong. Có bảy đóa hoa sen đỏ, nở dung thành muôn vàn kiếm quang, cắt nát không gian. Nhìn từ xa chỉ thấy kiếm khí tung hoành, thông trời thấu đất. Tề Chân Tử liên tục gào rú thảm thiết, bị kiếm khí cắt người rách nát, vô cùng đau đớn. Thanh liên kiếm ca không thể tạo thành tổn thương thực chất cho Tề Chân Tử nhưng lúc trước chân hỏa ảo đốt chân khí hộ thể của gã, giờ vạn kiếm khí đâm xuyên cơ thể, chạy trồm bên trong. Kinh mạch, cơ bắp bị cắt khúc, vô số vết thương trong ngoài cơ thể Tề Chân Tử, đau đớn không chịu nổi. Lý Vân Tiêu cầm kiếm đứng thẳng, thần hình hờ hững, góc áo không dính hạt bụi. Kết quả giao đấu như thể Tề Chân Tử là vũ quân bị hai chiêu đánh chật vật không chịu nổi. Lý Vân Tiêu mới là cường giả vũ tông cao cao tại thượng. Hiệu quả thị giác hoàn toàn đảo điên, đừng nói là Hồ Diên Minh, Dịch Tiểu Sơn, chính Đoạn Việt cũng rất ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Đoạn Việt thấy Lý Vân Tiêu thật sự chiến đấu, sức phá vỡ, kết hợp hư và thực, chiến pháp và chiến thuật bốn lạng nâng ngàn cân, kinh nghiệm dày dạn đầy mình tuyệt đối không phải một võ giả suốt ngày bế quan tu luyện có thể làm được. Đổi lại Đoạn Việt lên sân cũng không cách nào nhẹ nhàng đánh đối thủ cao hơn mình hai đại cảnh giới chật vật thế này. Lý Vân Tiêu nhìn Tề Chân Tử lăn lộn dưới đất gào rú, hừ lạnh một tiếng. Được rồi, đừng giả bộ, đã làm nóng người xong, giờ đánh thật đi. Dịch Tiểu Sơn ngây người, trán toát mồ hôi lạnh. À, mới chỉ là nóng người, hắn thật sự chỉ là vũ quân nhị tinh sao? Hồ Diên Minh biểu tình cực kỳ khó xem. Đối phương luyện hóa phượng hoàng chân hỏa đã có được ngọn lửa chí dương chí cương trong thiên hạ, khắc chế cực hàn chân khí của vô thượng cung. Chân khí vốn bá đạo không gì sánh được này thành điểm yếu của bọn họ. Giờ chỉ có nước cẩn thận né tránh chân hỏa, dùng ưu thế lực lượng tuyệt đối ức chế đối phương mới có cơ may chiến thắng. Tề Chân Tử cũng hiểu điều này, gã tức giận bật người dậy, nhảy lên giữa hư không. Tề Chân Tử là vũ tông, có thể đứng trong không trung, còn đối phương thì chỉ được đứng dưới đất. Làm như vậy có thể tránh tiếp xúc khoảng cách gần, nếu Lý Vân Tiêu sử dụng phượng hoàng chân hỏa thì Tề Chân Tử có đủ cự ly né tránh. Một người cầm kiếm đứng thẳng, vẻ mặt hờ hững tự tin. Một người co ro, toàn thân đen như cục than, người còn chảy máu tràn ngập hỏa độc dính đặc, mùi gai mũi.
Đối lập hình tượng rõ ràng khiến Hồ Diên Minh, Dịch Tiểu Sơn từ cho rằng ván cược thắng chắc bỗng nhiên dao động niềm tin. Tiểu tử, vận may của ngươi chấm dứt tại đây. Hai tay Tề Chân Tử co lại thành hình ôm, ánh sáng nở rộ từ vòng tròn cánh tay. Dần dần một cái chuông nhỏ hiện ra, toát ra phong cách cổ xưa. Chuông phóng lớn ra, một tay Tề Chân Tử nâng cao. Hồ Diên Minh biến sắc mặt nói. Sơn Hà Trung. Hồ Diên Minh tức giận quát. Một trong các chí bảo của Vô Thượng Cung, nghe nói trước kia bị ăn trộm. Cung chủ truy tìm lâu mấy tháng, hàng trăm người chịu liên lụy bị phế tu vi, hơn 10 người chết, thì ra là ngươi ăn cắp. Dịch Tiểu Sơn lộ vẻ giật mình, đôi mắt dâng trào giận dữ. Trong số người bị trừng phạt đến chết có mấy đệ tử mà Dịch Tiểu Sơn rất thương yêu. Lý Vân Tiêu cũng biến sắc mặt, mắt lóe tia sáng tràn đầy khó tin nhìn cái chuông to một lúc, sau đó thở phào. Lý Vân Tiêu cười khẩy nói. Ta cứ tưởng là Trấn Đỉnh Sơn Hà Trung, ra là hàng nhái. Tiểu tử ngươi nói linh tinh cái gì? Tề Chân Tử tức giận quát. Đây là Sơn Hà Trung thật sự, trùng hưởng Trấn Sơn Hà. Tề Chân Tử vỗ mạnh vào thân chuông, thanh âm cổ xưa trầm đục ầm vang. Bầu trời run rẩy, Dịch Tiểu Sơn và Hồ Diên Minh thấy trời đất quay cuồng, dưới chân đứng không vững. Biểu tình Lý Vân Tiêu trầm trọng nhỏ giọng nói. Không tệ, rất khá, tuy là hàng nhái nhưng có uy lực khá mạnh. Bùm bùm bùm, mặt Tề Chân Tử vặn vẹo liên tục vỗ ba trường, bầu trời bị sóng âm kích động vặn vẹo như sắp tan vỡ. Tu vi của Hồ Diên Minh yếu nhất, gã phun ra búng máu, vội nuốt vài viên đan dược, ngồi xếp bằng trị thương. Dịch Tiểu Sơn cũng vận chuyển chân khí ngăn cản sóng âm công kích. Đoạn Việt nghe thanh âm ù tai, khí huyết sôi trào, đầu óc ù vang sắp nứt ra. Ha 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 ha, Sơn Hà Trung trừ có thể công kích khí huyết ra còn có thể công kích tinh thần thức hải, nhẹ thì bị chấn linh hồn bị tổn hại, mất trí nhớ. Nặng thì tan nát linh hồn, thành cái xác không hồn. Tề Chân Tử nhìn biểu tình của mọi người, gã cười to bảo. Có Sơn Hà Trung này dù gặp tồn tại cao hơn ta mấy bậc vẫn có thể thắng. Lực lượng sóng âm chấn động quanh thân Lý Vân Tiêu, xông vào thức hải làm hắn thấy não hơi nhói. Lý Vân Tiêu mặc niệm đại diễn thần quyết, cảm giác khó chịu lập tức biến mất. Khí huyết tuy hơi dao động nhưng Lý Vân Tiêu gồng người, chí cường bá lực bá đạo không gì sánh bằng ức chế lại. Lý Vân Tiêu chỉ thấy bị ù tai, ngoài ra không cảm thấy khó chịu gì. Sơn Hà Trung là chí bảo chuyên môn công kích thần thức, khí huyết trước hồn lực và cơ thể cường đại của hắn thì hoàn toàn vô dụng. Nếu Tề Chân Tử hoàn toàn vận dụng chân khí công kích thì Lý Vân Tiêu đành bó tay. Bùm bùm bùm. Bùm 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 bùm. Nhưng Tề Chân Tử không biết gì, gã còn đang cố sức gióng chuông trên cao. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn, mỗi lần Tề Chân Tử gõ một lần sẽ hao phí rất nhiều chân khí. Lý Vân Tiêu có thể ngồi câu cá, vậy hắn càng thích. Mấy tiếng chuông qua đi, Lý Vân Tiêu ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện. Vì Lý Vân Tiêu phát hiện sóng âm chuông giả khiến chân khí của hắn tràn đầy lên, sắp đột phá. Hừ. Bằng vào tu vi tứ tượng cảnh như ngươi có cố chống cự cỡ nào cũng vô dụng. Dù là võ vương, vũ tông trước Sơn Hà Trung của sẽ bị đánh tan tác hồn phách, nổ tan xác. Tề Chân Tử cố nén đau đớn dốc sức gõ. Tề Chân Tử thấy Lý Vân Tiêu ngồi xếp bằng nhắm mắt, gã cho rằng hắn sắp không chống đỡ được, càng dốc sức gõ hơn. Dịch Tiểu Sơn, Hồ Diên Minh đã là lỗ chân lông chảy máu. Biểu tình Đoạn Việt trầm trọng ngồi xếp bằng ngăn cản tiếng chuông. Thời gian khoảng một chén trà sau, Đoạn Việt mệt chết, gã kinh hoàng nhìn Lý Vân Tiêu vẻ mặt bình tĩnh. Lý Vân Tiêu ngồi xếp bằng như một pho tượng. Lý Vân Tiêu thầm nghi ngờ. Sao tiểu tử này không lộ vẻ gì? Hay đã bị đánh tan hồn phách? Tề Chân Tử quan sát từ xa một lúc sau thầm nghĩ. Nguy rồi, nếu hắn chết thì Phượng Hoàng Chân Hỏa biết làm sao? Tề Chân Tử sốt ruột cầm chuông to đáp xuống, muốn điều tra tình huống Lý Vân Tiêu thế nào? Nhìn xem trong cơ thể của hắn có chút dấu vết chân hỏa nào không. Làm Tề Chân Tử ngạc nhiên là thần thức mới chạm vào người Lý Vân Tiêu thì bị thần thức càng cường đại hơn chặn lại. Thần thức mạnh đến nỗi linh hồn Tề Chân Tử run rẩy. Đầu óc Tề Chân Tử trống rỗng. A, à, có chuyện gì? Chẳng phải hồn phách Lý Vân Tiêu bị đánh tan, đã chết sao? Thần thức này là... Ong 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 ong. Thiên địa nguyên khí xung quanh rung động, điên cuồng tụ tập lại. Má ơi! Tề Chân Tử không rõ tình huống thế nào, bài học lúc nãy còn khắc sâu,
gã sợ hết hồn vội nhảy vọt ra sau mấy chục thước. Tề Chân Tử đứng trên trời cao giật mình nhìn Lý Vân Tiêu, cảm thấy thiên địa nguyên khí xung quanh ùa vào cơ thể hắn, hiện hình tứ tượng. Đây, là thăng cấp. Tề Chân Tử ngây người, với tu vi như gã đương nhiên nhìn ra đây là dấu hiệu thăng cấp. Không chỉ Tề Chân Tử, ba người khác cũng sửng sốt. Hồ Diên Minh, Dịch Tiểu Sơn người đầy máu, ngơ ngác nhìn hiện tượng thăng cấp. Đoạn Việt tức giận chửi ầm lên. Tiểu tử này lừa ta nói hắn thăng cấp rất khó khăn, cần nhiều nguyên thạch này nọ, khó hơn võ giả bình thường gấp mấy lần. Tổ cha nó, mới có vài ngày đã từ vũ quân nhất tinh tiến giai đến tam tinh. Lý Vân Tiêu cũng không ngờ lần này dễ dàng thăng cấp như thế, đa phần vì lần trước hắn hấp thu nhiều nguyên khí lắng đọng trong cơ thể, trải qua đại giới thần quyết tu luyện hoàn toàn bị luyện hóa, giờ Sơn Hà Trung giả kích động khí huyết tẩy lễ nên hắn nhẹ nhàng đột phá nhất tinh. Lý Vân Tiêu mở mắt ra, cẩn thận kiểm tra, trong cơ thể không có gì khác lạ. Lý Vân Tiêu cười cảm ơn cục than đứng ngây người trên bầu trời. Tề Chân Tử tức hộc máu. Phụt. Ra đầu Tề Chân Tử tê dại, người bốc lửa. Sao có thể như vậy? Không thể nào, trước Sơn Hà Trung dù là võ vương, Vũ Tông cũng khó thể ngăn cản. Hắn không chỉ bình an còn thăng cấp. Tề Chân Tử nổi khùng lên. Xúc sinh, làm sao có thể? Chết đi, chết, chết. Tề Chân Tử giơ chuông to như vũ khí ném thẳng xuống. Sơn Hà Trung, đỉnh trấn Sơn Hà, đè chết hắn. Sơn Hà Trung biến ảo, từng vòng linh khí khuếch quanh thân chuông. Thoáng chốc Sơn Hà Trung biến to cỡ ngọn núi đè xuống, thiên địa tối sầm. Rầm. Lý Vân Tiêu bị chụp vào trong Sơn Hà Trung. Chết cho ta, chết đi, chết. Tề Chân Tử không ngừng gõ thân chuông, từng đợt chân khí rót vào Sơn Hà Trung. Tề Chân Tử muốn đánh chết Lý Vân Tiêu. Vừa rồi Tề Chân Tử tiêu hao quá nhiều chân khí, gần như nỏ mạnh hết đà, hiện tại gã không tiếc tất cả liều lĩnh một phen. Đoạn Việt hết hồn, gã muốn cứu người nhưng không rõ ràng tình huống thế nào. Đột nhiên Đoạn Việt nhướng mày, gã phát hiện giới thần bi bên cạnh chợt biến mất. Đinh 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 đinh. Tề Chân Tử phát cuồng rót chân khí vào Sơn Hà Trung, gõ từng tiếng phát ra thanh âm trầm đục, hơi thở lan tỏa nhốt Lý Vân Tiêu lại muốn luyện hóa hắn. Âm 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 âm. Ong 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 ong. Trong khi Tề Chân Tử gõ chuông thì một thanh âm khác càng bá đạo phát ra từ trong chuông, chấn Sơn Hà Trung rung bần bật. Hừ, muốn phá chuông bay ra sao? Mơ đi. Mặt Tề Chân Tử vặn vẹo nói. Sơn Hà Trung này là thất giai, vạn pháp không xâm, trừ phi có huyền khí cùng đẳng cấp nếu không đừng hòng đụng phá nó. Tề Chân Tử vừa dứt lời thì thân Sơn Hà Trung phóng to như bị cái gì chướng căng, thân chuông nứt nẻ. Từ khe nứt toát ra hơi thở cực kỳ thần thánh bá đạo. Tề Chân Tử há hốc mồm, ngơ ngác nhìn. Cái này. Rầm. Sơn Hà Trung nổ nát thành từng mảnh nhỏ bay đi bốn phương tám hướng. Mặt Lý Vân Tiêu lạnh băng bước ra, tay hắn kéo lê tấm bia đá tỏa sáng lấp lánh không ngừng dao động. Thỉnh thoảng có khoa đầu văn tự hiện ra trên tấm bia, như sinh như diệt, đêm ngày không ổn định. Hơi thở đó làm người ta sinh ra cảm giác thần thánh khó thể chống lại. Hồ Diên Minh sợ hết hồn. Đây là huyền khí gì mà có thể đụng vỡ Sơn Hà Trung? Hơn nữa không bị xét mẻ gì. Với thân phận như Hồ Diên Minh nhưng không cảm giác được đẳng cấp của huyền khí này. Lý Vân Tiêu niệm từng âm điệu trúc chắc khó hiểu, hai tay bắt ấn quyết rất chậm. Thật lâu sau Lý Vân Tiêu kết ra ấn quyết phức tạp do các khoa đầu văn tự tổ hợp lại bay vào giới thần bi. Hồ Diên Minh trợn tròn mắt hét thất thanh. Văn tự thượng cổ phong ấn. Loại khoa đầu văn tự cổ xưa này Hồ Diên Minh chỉ thấy trên tảng đá phong ấn Phượng Hoàng Chân Hỏa, gã cũng không nhận biết mặt chữ. Không ngờ có người sẽ thi triển ra loại ấn quyết này, thật khó tin. Ấn quyết làm giới thần bi tỏa sáng rực rỡ bay ra khỏi tay Lý Vân Tiêu hóa thành một ngọn núi cao đè mạnh xuống người Tề Chân Tử. Tề Chân Tử muốn né tránh nhưng phát hiện không gian xung quanh bị tỏa định không chỗ trốn, gã trợn mắt nhìn giới thần bi to cỡ ngọn núi giáng xuống, vẻ mặt tuyệt vọng. Rầm. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tề Chân Tử bị giới thần bi đè, không biết sống chết thế nào. Nhưng toàn là cao thủ có mặt tại đây. Bọn họ nhanh chóng phát hiện hơi thở sự sống của Tề Chân Tử biến mất hẳn. Đám người ngạc nhiên trợn mắt há hốc mồm. Một phú quân dễ dàng đè chết một phú tông. Lý Vân Tiêu sử dụng giới thần bi làm hao phí nhiều tinh thần, mặt hơi trắng ra toàn thân hắn không nhiễm một hạt bụi trần, nhẹ nhàng như làm chuyện gì nhỏ bé không đáng kể.
Đám người, bao gồm Đoạn Việt lòng lạnh lẽo, hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Sức chiến đấu như vậy còn là vũ quân sao? Nếu không phải Tề Chân Tử nỏ mạnh hết đà thì không khó thoát khỏi giới thần bi công kích, tuy nhiên khiêu chiến vượt hai đại cảnh giới gây sóng gió lớn trong lòng mọi người, thật khó chấp nhận. Khiến người câm nín là trong chiến đấu Lý Vân Tiêu thăng cấp một tinh. Đoạn Việt khó khăn hỏi. Hắn, đã chết sao? Lý Vân Tiêu chỉ tay một cái, giới thần bi bay về bàn tay hắn hóa thành luồng sáng nhập vào trán. Mặt đất xuất hiện một cái hố sâu to, ngay chính giữa là một đống thịt nát lẫn vào bùn đất, nhìn y phục thì đoán chừng là xác chết của Tề Chân Tử. Tuy sớm đoán được kết quả này nhưng chính mắt thấy vẫn làm mọi người hút ngụm khí lạnh. Ui! Một cường giả vũ tông chết thật oan, thành đống bùn nhão. Trùng kích thị giác khiến người khó thể chấp nhận. Vù 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 vù. Lý Vân Tiêu xòe tay, một chữ vật giới chỉ bay ra từ đống bùn rơi vào tay hắn. Lý Vân Tiêu cất nó. Đoạn Việt nuốt nước miếng. Ực ực. Đoạn Việt khô khốc hỏi. Thứ nát như ghê tởm này mà ngươi cũng lấy sao? Lý Vân Tiêu lườm Đoạn Việt, hầm hừ. Đã bảo là ta rất nghèo, đang cần tài nguyên. Đoạn Việt buồn nôn nói. Ngươi còn không biết ngượng nói ra. Lừa gạt ta bảo thăng cấp khó khăn này nọ, mới vài ngày không gặp. Tổ cha nó, thăng cấp lên vũ quân TM tinh. Sau này lão tử còn tin ngươi thì lão tử là con rùa. Chuyện này thì Lý Vân Tiêu không cách nào giải thích rõ ràng, hắn mặc kệ Đoạn Việt lải nhải. Lý Vân Tiêu nhìn Dịch Tiểu Sơn, Hồ Diên Minh, hỏi. Các ngươi cũng muốn ở Phượng Hoàng chân hỏa của ta. Hồ Diên Minh, Dịch Tiểu Sơn mặt trắng bệch, Tề Chân Tử còn bị Lý Vân Tiêu đè chết, bọn họ không đủ nhét răng. Cho các ngươi hai lựa chọn. Một, quy thuận ta. Hai, chết. Không ai chọn chết nên rất nhanh Dịch Tiểu Sơn, Hồ Diên Minh thể trung thành. Lý Vân Tiêu chỉ tay một cái thu Hồ Diên Minh, Dịch Tiểu Sơn vào giới thần bi. Chỉ cần vào giới thần bi là nằm trong tầm kiểm soát của Lý Vân Tiêu, hắn không sợ hai người nổi ý xấu chống cự. Hồ Diên Minh hiểu ngay giới thần bi là thứ gì, càng không dám chống đối. Lý Vân Tiêu sắp xếp Hồ Diên Minh đi. Phương Thốn Sơn luyện khí, luyện đan. Dịch Tiểu Sơn có thực lực võ vương bát tinh, Lý Vân Tiêu xếp gã vào trung tâm linh khí Phương Thốn Sơn, để gã tập trung tu luyện. Tiêu Khinh Vương nhận ra hơi thở của Dịch Tiểu Sơn, hai đối thủ một mất một còn nhiều năm nay gặp nhau thì rất là thổn thức, cười xóa ân thù. Hiện giờ Lý Vân Tiêu nắm giữ một số cách dùng cơ bản, giới thần bi tương đương với thành lũy di động. Nếu tin này đồn ra ngoài sẽ rất rùng rợn. Lý Vân Tiêu quay đầu nói với Đoạn Việt. Hiện tại ta định đi Thanh Hải trấn xử lý Thanh Loan chiến hạm, người đi cùng ta hay trực tiếp vào giới thần bi tu luyện. Đoạn Việt cười khổ nói. Bảo bối của ngươi giống như nặc á thiên thuyền, đưa ta vào trong tu luyện đi. Nhưng không còn linh khí rót vào, dường như nguyên khí bên trong dần tan biến. Lý Vân Tiêu gật đầu, nói. Đúng vậy, thế giới trong giới thần bi không thể so sánh cùng chu thiên địa thế giới chúng ta đang ở. Giới thần bi không thể tự mình sinh ra linh khí, cần dựa vào hấp thu tài nguyên bên ngoài để tâm bổ vạn vật bên trong, muốn giữ cho phương thế giới này vận chuyển cần số lượng linh khí rất khủng. Lý Vân Tiêu nghĩ lại mà run. Ngươi nhìn xem linh mạch quanh Viêm Vũ Thành ngàn dặm đi, mới qua bao lâu? Ta dùng Cửu Long Nhiếp Linh trận hút gần hết, chờ Viêm Vũ Thành đứng vững gót chân trong Hỏa Ô Đế quốc ta sẽ khiến đám nhóc bên trong này la ra ngoài, ta không nuôi nổi bọn họ. Đoạn Việt cũng tặc lưỡi thổn thức, may mắn bản thân giới thần bi chứa linh khí đủ kéo dài một đoạn thời gian, không biết là vị thượng cổ địa năng nào luyện ra thứ nghịch thiên này, vượt qua phạm trù huyền khí. Nặc á thiên thuyền chưa chắc sánh bằng giới thần bi. Lý Vân Tiêu thu Đoạn Việt vào giới thần bi, lấy ra Hổ Vương chiến xa, ầm ầm bay hướng Thiên Thủy Quốc. Mấy ngày sau, Lý Vân Tiêu bước ra từ Vạn Bảo Lâu trong Thanh Hải Trấn, vẻ mặt vừa lòng. Trưởng quầy theo đuôi Lý Vân Tiêu. Hai người khách sáo một lát sau trưởng quầy nhìn theo hắn rời đi. 100 vạn khối trung phẩm nguyên thạch đã vào tay, chuyện này vốn không có nhiều biến cố. Với mối quan hệ của Lý Vân Tiêu và trưởng lão Vạn Bảo Lâu thì muốn nguyên thạch gấp trăm lần cũng dư giả, chẳng qua hắn không muốn gây nhiều chú ý. Lý Vân Tiêu đi dạo trong Thanh Hải Trấn một lúc, tùy tiện bước vào một quán trà giải khát. Nghe nói ba môn phái Phi Kiếm Tông bị người của Thiên Hạc Các khống chế, chẳng biết có thật không. Nhưng đúng là trong thời gian này không thấy bóng dáng ba môn phái trong Thanh Hải Trấn nữa. Chắc là thật rồi, Thiên Hạc Các là đại phái đệ nhất Thiên Thủy Quốc,
Tinh Tú Tông bị san bằng, chuyện lớn như vậy nếu không có biểu thị gì thì Tinh Tú Tông sẽ vượt vực đến, lúc đó rắc rối to. Đồn rằng giữa bốn lĩnh vực trên Thiên Vũ Đại Lục cách nhau ước vạn dặm, nếu là võ giả cấp thấp thì suốt đời không thể vượt qua. Dù Tinh Tú Tông cường đại đến mấy muốn vượt vực tìm đến ít nhất cũng mấy chục năm. Xì, kiến thức hạn hẹp, không nói đến đạt tới Cửu Thiên Vũ Đế là có thể xúc địa thành thốn, phá vỡ hư không, một bước vượt vạn dặm. Những đại phái huyền khí vạn năm đều có truyền tống trận pháp cự ly xa, chớp mắt vượt một vực dễ như ăn cơm. Thật không vậy, đại phi ca đừng gạt ta, xúc địa thành thốn, phá vỡ hư không, thế này còn là người không? Hừ, ngươi thì biết gì, đó là chuyện chỉ Vũ Đế Cửu Thiên Cảnh làm được, biết Cửu Thiên Cảnh là gì không? Biết Vũ Đế là gì không? Đó là cao trên cửu thiện, đế vương trong võ, có chuyện gì không làm được? Chậc chậc, không biết khi nào ta mới bước chân vào Cửu Thiên Cảnh Vũ Đế được, thế thì tốt biết mấy. Nếu ta là Vũ Đế thì hai tiểu biểu muội xinh đẹp của ta đã không bị tên khốn sơn kê cướp đi. Lý Vân Tiêu ở trong quán trà nghe các tin vỉa hè, đơn giản là Tinh Tú Tông trong Thanh Hải Trấn bị san bằng. Hiện tại mọi người cho rằng chuyện do người Phi Kiếm Tông, Trảm Hổ Môn, Thạch Phương Trai làm, ba phái này đã bị Thiên Hạc Các khống chế chặt chẽ. Đa số người chửi thầm Thiên Hạc Các không đạo nghĩa, vì một tông phái xứ ngoài đi giam cầm tông phái nước mình, làm võ giả toàn tụ Thiên Tông mất hết mặt mũi. Người người rất là bất mãn Thiên Hạc Các. Rất nhanh một lão nhân để rear map đi tới, nhìn quanh quán trà, bước thẳng đến trước mặt Lý Vân Tiêu. Lão nhân tự rót một ly trà xanh, uống cái ực. Lão nhân hắng giọng hỏi. Người trẻ tuổi tìm lão già này có chuyện gì? Lý Vân Tiêu cười tủm tỉm đậy nắp ly trà, nói. Nghe bảo Lôi Phong Thương Hội nhận hết các mối làm ăn, nếu khách hàng có nhu cầu giữ bí mật thì Thương Hội sẽ giữ kín dùm. Lão nhân cười cười không đáp, nheo mắt nói. Phải xem giá tiền thế nào? Lý Vân Tiêu gõ bàn ném ra một ít kim tệ, nói. Đi, thuê ta đi xem hàng. Ta muốn sửa một chiếc chiến xa, không biết cần bao lâu. Mất bao nhiêu thời gian? Lão nhân này là trưởng quầy của Lôi Phong Thương Hội trong Thanh Hải Trấn, Thượng Quan Thiết. Lão nhân vội uống mấy hớp trà, cười tủm tỉm theo Lý Vân Tiêu rời đi. Một lát sau, một chiếc thanh lang chiến xa xuất hiện trên mặt biển cách vạn dặm, là hòn đảo nơi giấu thanh loan chiến hạm. Thượng Quan Thiết nghi ngờ hỏi. Tiểu tử, rốt cuộc sửa chiến hạm gì? Đừng nói với ta là chiếc thanh loan chiến hạm. Lý Vân Tiêu cười khẽ. Đánh ra mấy pháp quyết vào mặt biển đằng trước gần đó. Một tầng cảnh biển rút đi hiện ra một hòn đảo, trên đảo là chiếc thanh loan chiến hạm lơ lửng, tiêu chí Tinh Tú Tông còn in rõ ràng. A! À, Thượng Quan Thiết ngạc nhiên ngây người, hút ngụm khí lạnh, hoảng sợ nhìn thanh loan chiến hạm. Thượng Quan Thiết giật mình quay sang ngó Lý Vân Tiêu. Cái, này, là, phân bộ Tinh Tú Tông bị diệt do ngươi làm. Lý Vân Tiêu hờ hững nhìn Thượng Quan Thiết, cười hỏi lại. Lôi Phong Thương Hội làm việc chẳng lẽ phải hỏi rõ ngọn nguồn mới chịu. Thượng Quan Thiết biết mình lỡ lời, lão cười khổ nói. Xin lỗi, tại vì qua giật mình, trong thời gian này đừng nói là Thanh Hải Trấn, Nguyên Thiên Thủy Quốc, thậm chí toàn Nam Vực đều thảo luận chuyện này. Không ngờ ba phái Phi Kiếm Tông gánh tội thay người. Lý Vân Tiêu bí hiểm nói. Chưa chắc gánh tội thay ta, sửa hoàn chỉnh mất bao lâu, bao nhiêu tiền. Thượng Quan Thiết nghe hiểu ẩn ý trong câu nói, lão trầm ngâm, trả lời. Nhiệm vụ này quá lớn, nhưng trước kia trong thương hội cũng nhận nhiệm vụ tương tự. Báo giá là 100 vạn khối trung phẩm nguyên thạch, thời gian khoảng một tháng. Một tháng? Lý Vân Tiêu không quan tâm về giá tiền, quan trọng là thời gian. Tu Di Sơn sắp mở ra, không biết có kịp một tháng không? Thượng Quan Thiết thấy Lý Vân Tiêu do dự thì hứa hẹn. Một tháng là thời gian ta ước chừng, ngươi cũng biết để sửa thứ này phải mở ra truyền tống đại trận đưa đến tổng bộ Lôi Phong Thương Hội hoặc phân bộ Hóa Thần Hải. Đi rồi về tốn chút thời gian, ta chỉ có thể thêm người, thúc hối bọn họ nhanh chóng làm xong, nhưng phải trả tiền trước. Lý Vân Tiêu dứt khoát đồng ý. Được, bởi vì tín dụng của Lôi Phong Thương Hội không để Lý Vân Tiêu nghi ngờ. Hắn lấy một túi chữ vật ném cho Thượng Quan Thiết, thứ đó hắn vừa lấy từ Vạn Bảo Lâu. Chưa kịp ôm nóng. Thượng Quan Thiết nâng nhẹ cái túi, không nói nhiều, biểu tình trầm trọng liên tục đánh ra ấn quyết nhập vào thanh loan chiến hạm. Rất nhanh một chiếc chiến hạm to lớn bị thu vào vòng tay tinh xảo, lão đeo vào tay mình. Lý Vân Tiêu thu về thanh lang chiến xa,
nhảy hướng hòn đảo. Trong thời gian này ta sẽ ở lại trên đảo, sửa chiến hạm xong trực tiếp tìm ta. Thượng quan Thiết cười tủm tỉm. Ha ha ha, mối làm ăn này đủ ngang bằng thành tích một năm của ta. Thượng quan Thiết không nói nhiều, lão biến thành luồng sáng bay hướng Thanh Hải trấn. Lý Vân Tiêu đáp xuống hòn đảo bày một cửu long nhiếp linh trận, bỏ giới thần bi vào mắt trận. Lý Vân Tiêu điên cuồng hấp thu nguyên khí trong biển rộng. Tuy nơi này không đủ tầm linh khí bảo địa nhưng không kém gì lúc ở Viêm Vũ Thành. Thượng quan Thiết thu Thanh Loan chiến hạm liền quay về Thanh Hải trấn. Lôi Phong Thương hội chỉ là một thương hội nhỏ tầm thường trong Thanh Hải trấn, ít ai biết nó là thương hội lớn thứ hai Thiên Vũ Đại Lục, ít ai biết Thượng quan Thiết là cường giả đẳng cấp Vũ Tông. Thượng quan Thiết vào thương hội, một tiểu nhị tiến lên nói. Hội trưởng đại nhân, người muốn chiêu mộ người đã tìm được. Không có người Thiên Thủy Quốc, toàn là người từ Hỏa Ô Đế Quốc, Mộc Húc Đế Quốc đến. À, không tệ, nhanh vậy đã đến đủ. Thượng quan Thiết kinh ngạc nói. Mang ta đi xem. Tiểu nhị đi trước dẫn đường, cười nói. Có lẽ vì Tu Di Sơn sắp mở ra, nhiều thế lực dục dịch. Trong thời gian này thật nhiều tiểu môn tiểu phái bị diệt, nhiều võ giả không nhà để về trở thành độc tu lưu lạc khắp nơi. Thượng quan Thiết lẩm bẩm. Tu Di Sơn mở ra đúng là việc lớn. Lần trước Tu Di Sơn mở ra dường như là trăm năm trước, tiếc rằng chỉ cho phép người trẻ tuổi dưới 50 đi qua, không thì đám siêu thế lực bất chấp luật thép của thánh vực đều sẽ vượt vực đi. Thượng quan Thiết theo tiểu nhị vào một sân nhỏ, một đám võ giả trẻ tuổi đứng chờ. Mắt Thượng quan Thiết lóe tia vừa mừng vừa sợ. Ủa, có cả vũ quân? Thượng quan Thiết chỉ vào một thanh niên cụt tay hỏi. Người từ đâu đến, tên gì? Thanh niên sắc mặt âm u, trầm giọng nói. Đến từ Hỏa Ô Đế Quốc, tên của ta là Lý Dật. Lý Vân Tiêu tĩnh tâm tu luyện trên hòn đảo ở Nam Hải. Trên người Lý Vân Tiêu tìm được mấy vạn khối trung phẩm nguyên thạch trong chữ vật giới chỉ của Tề Chân Tử đã bị dùng hết chỉ trong vòng vài ngày. Lý Vân Tiêu mặt dày nửa chấn lột nửa uy hiếp Đoạn Việt đòi thêm mấy vạn khối trung phẩm nguyên thạch. Linh khí giới thần bi này là ta vất vả gây dựng, người cứ sử dụng miễn phí như vậy sao? Không đừng nói với ta không có nguyên thạch, nói vậy không tổn thương tình cảm sao? Nếu không có nguyên thạch thì đời này ngươi đừng hòng đi ra ngoài. Ngươi còn muốn giải phong ấn trên người không? Nếu không có nguyên thạch, ngươi cảm thấy một mình ngươi có thể làm ra máu hách liên thiếu hoàng sao? Ta cho ngươi biết, mấy ngàn nam nhân trong giới thần bi này có ít nhất một nửa là giới tính thứ ba, ngươi có tin là ta giam cầm nguyên lực của ngươi ném vào trong đám đó không? Tiếc rằng mấy vạn khối nguyên thạch không cầm cự được vài ngày, sau đó Lý Vân Tiêu lại chấn lột mấy lần gom góp lại thêm vài vạn. Sau đó nữa thì Lý Vân Tiêu hết đường chấn lột, lão nhân này kiên quyết không dao động, dù có bị bạo cúc cũng không chịu ói ra nguyên thạch. Lý Vân Tiêu buộc lòng bay về Thanh Hải trấn. Dùng nhiều vật phẩm đổi đi một mớ nguyên thạch mới kéo dài nửa tháng chờ Thượng quan Thiết đến. Phú quân đỉnh tam tinh, nuốt vào hơn 30 vạn khối trung phẩm nguyên thạch nhưng không lên được một tinh nữa, Lý Vân Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu. Thượng quan Thiết cười nói. Ha ha ha, lão đệ, hơn 10 ngày nay ngươi thu hoạch phong phú thật, từ vũ quân sơ giai tâm tinh lên đỉnh tam tinh. Tốc độ tu luyện như thế dù là đệ tử các đại thế gia cũng không sánh bằng. Ánh mắt Thượng quan Thiết lộ vẻ kinh ngạc, lão thăm dò hỏi. Với thực lực như lão đệ thì tranh thủ một danh ngạch Tu Di Sơn mở ra chắc không khó gì. Lý Vân Tiêu nói thẳng. Ha ha ha, danh ngạch Tu Di Sơn chỉ người Nam vực mới có tư cách tranh đoạt. Thượng quan trưởng quầy đang thăm dò lai lịch của ta sao? Thượng quan Thiết rối rít nói. Không dám không dám. Hỏi thăm chuyện của khách là điều tối kỵ trong Lôi Phong Thương hội. Nếu có khách nào bất mãn khiếu nại thì Thượng quan Thiết sẽ thảm. Thượng quan Thiết vội đổi đề tài, tháo vòng tay xuống ném lên cao. Thượng quan Thiết rót vài linh quyết vào trong, vòng tay tỏa sáng rực rỡ. Thanh Loan chiến hạm dần hiện ra, cảm giác nó rực rỡ hẳn lên. Những tiêu chí tinh tú tông đã bị xóa sạch. Lý Vân Tiêu mừng rỡ nói. Tốt, Lôi Phong Thương hội làm việc quả nhiên đáng tin. Lý Vân Tiêu nhảy lên Thanh Loan chiến hạm, thần thức quét qua. Hàng trăm trận pháp đã được sửa xong, trên thân chiến hạm có nhiều chỗ bị hư hỏng cũng được sửa lại, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết. Thượng quan Thiết cười tủm tỉm theo sau, đột nhiên lão mở miệng hỏi. Lão đệ, có chuyện ta muốn hỏi, trước khi giao chiến hạm cho chúng ta thì lão đệ có từng đưa cho người khác sửa không? Lý Vân Tiêu lòng máy động,
cố ý lộ vẻ mặt khó hiểu hỏi. À, sao hỏi vậy? Ha ha ha, không giấu gì lão đệ, đây là các thuật luyện sư trong thương hội nhờ ta hỏi dùm, vì bọn họ tìm ra dấu vết tu sửa. Kiểu cách sửa đó cực kỳ cao minh, những thuật luyện sư đỉnh cao trong thương hội chúng ta cũng khen không dứt miệng, nên nhờ ta hỏi dùm. Điều này không làm trái quy định của thương hội, lão đệ có thể chọn trả lời hoặc không. Thượng quan Thiết nói lời này mắt luôn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Lý Vân Tiêu, chú ý từng tia mắt dao động, muốn nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Nhưng Lý Vân Tiêu là ai? Hắn thầm cười lạnh, mắt trợn tròn tỏ vẻ ngây thơ vô số tội. Lý Vân Tiêu kinh ngạc hỏi. Thật không? Không thể nào. Thượng quan Thiết sững sốt, hai câu này nghe thật giả, nhưng biểu tình ngây thơ đó không giống nói dối. Đặc biệt đôi mắt Lý Vân Tiêu trong suốt không dính chút giả tạo, làm thượng quan Thiết phải tin. Trừ phi thiếu niên này là vô kịch, nếu không hắn sẽ chẳng giả bộ tuyệt thế này. Thượng quan Thiết ậm ừ qua loa. Ừm, cũng không biết có chuyện gì, có lẽ là cao nhân của Tinh Tú Tông đã làm. Thượng quan Thiết đột nhiên mở miệng hỏi. Lão đệ, ta muốn giao dịch một việc với ngươi, không biết lão đệ có hứng thú không? Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Là lão ca muốn giao dịch với ta hay Lôi Phong Thương Hội muốn giao dịch? Thượng quan Thiết sửng sốt, lòng thầm giật mình, thiếu niên này cho thượng quan Thiết cảm giác đối mặt cáo già. Thượng quan Thiết bật cười nói. Ha ha ha, cũng giống nhau, cứ coi như thương hội chúng ta muốn giao dịch với lão đệ đi. Không biết lão đệ có hứng thú không? Lý Vân Tiêu bình tĩnh nói. Nói nghe thử. Thượng quan Thiết bỗng cảm thấy lão đối diện không phải thiếu niên, khi đối thoại lão luôn bất giác rơi vào thế bị động. Loại cảm giác này làm thượng quan Thiết giật mình, cũng rất khó chịu. Thời gian Tu Di Sơn mở ra đã bị các đại thế lực suy tính ra, khoảng 40 ngày sau. Địa điểm cụ thể là trong phạm vi Hỏa Ô Đế Quốc, gần Thiên Thủy Quốc. Ta hy vọng sau khi lão đệ vào Tu Di Sơn giúp ta tìm một hứ. Lý Vân Tiêu biến sắc mặt nói. Trong Hỏa Ô Đế Quốc, gần Thiên Thủy Quốc. Lý Vân Tiêu nhíu mày hỏi. Lão ca nói địa điểm đó chắc không phải là Viêm Vũ Thành đi. Tu Di Sơn trực tiếp giáng lâm Viêm Vũ Thành. Chỉ là phạm vi đại khái, làm sao suy tính được cụ thể. Là thứ gì mà khiến Lôi Phong Thương Hội mong muốn như thế? Ha ha ha, cái này chỉ là một vài đại năng của Thương Hội chúng ta suy tính, chưa chắc có thật. Dù sao hơn 100 năm Tu Di Sơn chưa mở ra, không ai biết tình huống bên trong. Thượng quan Thiết lấy một tấm da thú ra, bên trên vẽ bản đồ kỹ càng. Thượng quan Thiết đưa cho Lý Vân Tiêu. Điều lão đệ cần làm là vào trong cung điện này lấy một vật ra. Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm dấu hiệu cung điện trên bản đồ, bên trên vẽ hình dạng một con rồng đơn giản nhưng sống động như thật. Lòng Lý Vân Tiêu rung động, trầm giọng hỏi. Một vật, nó là vật gì, không nói rõ được sao? Thượng quan Thiết nhìn Lý Vân Tiêu, cười nói. Nếu lão đệ đi vào cung điện được tự nhiên sẽ biết. Báu vật này vốn sinh ra trong Tu Di Sơn, sau này không biết bị ai mang ra ngoài, nhiều năm trước lại mất tích. Một số đại năng trong thương hội tìm nhiều cao thủ cùng nhau phỏng đoán, cuối cùng tính ra nó trở về Tu Di Sơn. Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm hình rồng chỗ cung điện, đường nét nguyên tấm bản đồ cho hắn cảm giác rất quen thuộc, nỗi lòng của hắn dao động rất nhiều. Thượng quan Thiết hứa hẹn. Sau khi việc thành công Lôi Phong Thương Hội ta nguyện ra 1.000 vạn trung phẩm nguyên thạch làm thù lao cho lão đệ tìm báu vật. Lý Vân Tiêu phớt lờ thượng quan Thiết, hắn nhìn bản đồ ra thú đăm đăm. Nhìn chân chân hình rồng. Mãi khi thượng quan Thiết vỗ vai Lý Vân Tiêu mới tỉnh táo lại. Lý Vân Tiêu nhẹ giọng nói. Thượng quan trưởng quầy, việc tìm báu vật này e rằng không phải nhiệm vụ của trưởng quầy, cũng không phải của thương hội mà có người uy thác cho thương hội đúng không? Thượng quan Thiết ngạc nhiên, giật mình kêu lên. Sao lão đệ nói vậy? Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Cách vẽ bản đồ kho báu này ra từ tay một bằng hữu cũ. Không ngờ hắn ẩn trong nam vực này. Không biết thượng quan trưởng quầy có thể nói cho ta biết chỗ ở của người này không? Thượng quan Thiết giật thót. Thượng quan Thiết không biết là ai vẽ bản đồ này, lão chỉ biết người ủy thác nhiệm vụ bí ẩn khó lường. Người đó vẻ ngoài bình thường, ôm cầm gỗ, không có chút nguyên khí dao động, điều tra cỡ nào cũng không khác gì người bình thường. Thượng quan Thiết quan sát kỹ cầm gỗ trong tay người đó thì chỉ là một cây đàn vô cùng bình thường bán vỉa hè. Nhưng lúc uy thác nhiệm vụ này, người đó trực tiếp lấy ra 100 vạn khối nguyên thạch làm thù lao, mắt không chớp cái nào.
Đó là 100 vạn khối thượng phẩm nguyên thạch, giá trị 1 ức trung phẩm nguyên thạch. Thượng quan Thiết Hóa Đá, lão ở Thanh Hải trấn mấy chục năm, tất cả mối làm ăn cộng lại cũng không nhiều tiền như vậy. Thượng quan Thiết không cách nào tin tưởng người trước mắt là một người bình thường, nhưng mặc cho lão điều tra cỡ nào thì người đó chẳng khác gì người bình thường, không có gì khác lạ. Thượng quan Thiết không nhớ lão làm sao nhận nhiệm vụ này, làm sao tiễn khách đi. Sau đó Thượng quan Thiết báo cáo lên Tổng bộ Lôi Phong Thương hội, nhận được mệnh lệnh ngay, đó là dốc hết sức hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối không thể đắc tội người đó. Thượng quan Thiết nuốt nước miếng, thiếu niên trước mắt lão là ai? Không ngờ hắn là bằng hữu cũ của người bí ẩn kia. Thượng quan Thiết cười khổ nói. Lão đệ, thật sự xin lỗi. Chuyện này liên quan đến bí mật của khách hàng, Lôi Phong Thương hội chúng ta tuyệt đối không thể để lộ ra. Lý Vân Tiêu cười cười, đột nhiên lên tiếng. Người đó có phải suốt ngày ôm một cầm gỗ hàng rẻ tiền? Thượng quan Thiết co giật như chạm phải điện, con ngươi mở to nhìn Lý Vân Tiêu. Thượng quan Thiết nhận ra mình bối rối, lão vội phân bua. Không thể nó, không nói được. Nhưng Thượng quan Thiết biết biểu hiện vừa rồi đã bán đứng suy nghĩ của lão, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thượng quan Thiết thấp thỏm nói. Lão đệ, xin ngươi đừng hỏi thêm gì nữa. Nếu lộ ra bí mật của khách hàng thì ta sẽ bị thương hội ngũ mã phân thây. Lý Vân Tiêu đã biết đáp án, hắn vừa lòng cất bản đồ. Lý Vân Tiêu cười hỏi. Tại sao chọn ta? Thấy Lý Vân Tiêu không hỏi nữa, Thượng quan Thiết lau mồ hôi lạnh trên trán. Là do ta chợt nảy ý định, Lôi Phong Thương hội vốn không chú trọng khu Nam Vực, không bí mật nuôi dưỡng thế lực gì. Lần này Tu Di Sơn mở ra không tìm thấy người nào để chọn, đành tạm thời chiêu mộ một số võ giả trẻ tuổi bản xứ Nam Vực, nhưng thực lực không đồng đều, ta không tin tưởng bọn họ sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Lão đệ cho ta cảm giác khác hẳn. À, có gì khác, chỉ cần trả giá cao, tùy tiện tìm thiếu niên đẳng cấp võ vương chẳng khó khăn gì. Đẳng cấp võ vương, nói thì dễ. Thượng quan Thiết lắc đầu, khẽ thở dài. Khu Nam Vực cằn cỗi này trước 50 tuổi bước vào cảnh giới võ vương có ai không được môn phái xem như chí bảo dốc lòng bồi dưỡng, sớm là đệ tử trung tâm. Nhiệm vụ của ta thì không hy vọng quá nhiều người biết, sợ phức tạp. Cũng đúng, nếu có cơ hội vào Tu Di Sơn thì ta sẽ xem thử, có hoàn thành nhiệm vụ được không phải xem ý trời. Lý Vân Tiêu hỏi, thời gian và vị trí Tu Di Sơn giáng lâm có chính xác không? Thượng quan Thiết khẳng định. Đây là các đại năng suy đoán ra, sẽ không sai lầm quá lớn. Lý Vân Tiêu cất thanh loan chiến hạm vào giới thần bi, từ biệt Thượng quan Thiết, hắn bay đi Hỏa Ô Đế Quốc. 3 ngày sau, Lý Vân Tiêu vào Thượng Dương Thành. Lý Vân Tiêu đạp trên một bong bóng lơ lửng bên trên Thượng Dương Thành, nhìn xuống dãy kiến trúc xa hoa, hùng vĩ không thua gì Huỳnh Dương gia, chỉ đứng sau Hỏa Ô Hàng Cung. Đằng trước một tòa kiến trúc hùng vĩ nhất treo tấm biển vàng. Chữ Triều Triện viết chữ Chu to lớn, toát ra võ ý, là cao thủ dùng võ đạo ý cảnh viết lên. Võ giả bình thường nếu nhìn chữ sẽ mất tinh thần, bị hút hồn. Đây là Chu gia, một ỏng tứ đại thế gia Hỏa Ô Đế Quốc, sừng sững tại Nam Vực Hỏa Ô Đế Quốc đã vạn năm trời. Một thị vệ trước cửa Chu gia ngước nhìn trời, giật mình kêu lên. Ai đó, dám lảng vảng bên trên phủ đệ Chu gia ta. Tiếng giống của thị vệ kinh động nhiều người ngước lên nhìn. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn phía dưới, gồng sức quát to. Ta là Lý Vân Tiêu của Viêm Vũ Thành, Chu Ngọc Sơn, đồ hèn, đã hứa tỉ thí với ta tại sao làm rùa đen rút đầu, không dám ra đây. Sợ chết cứ nói thẳng, quỳ xuống dập đầu với ta thì ta tha mạng cho. Lý Vân Tiêu cố ý sử dụng võ kỹ sóng âm khuếch tán bên trên Thượng Dương Thành, lan tràn bốn phương tám hướng. Nguyên Thượng Dương Thành bị thanh âm của Lý Vân Tiêu quấy nhiễu. Đám người nghi ngờ ngước nhìn trời. Đoạn thời gian trước Huỳnh Dương gia xảy ra chuyện khiến Thượng Dương Thành giới nghiêm toàn thành, chẳng lẽ hiện tại đến lượt Chu gia sao? Trong Thiên Nguyên Thương hội, Đinh Linh Nhi biến sắc mặt hoảng sợ lao ra khỏi phòng. Hắn điên rồi, muốn gây lớn chuyện thật sao? Ta cứ tưởng hắn chỉ đùa, tên này bị điên sao? Vu Dung cũng thay đổi sắc mặt, chẳng lẽ tiểu tử này muốn đối đầu với Chu gia? Trong tòa phủ đệ hùng vĩ khác, Thế tử Vương gia Vương Thần đang nhóm lửa luyện đan, đột nhiên lòng máy động, gã giật mình ngước nhìn trời. Không thể nào, là giọng của tiểu tử kia, hắn tìm đến Chu gia. Ngay sau đó, Vương Thần biến mất trong phòng luyện đan. Trung tâm Thượng Dương Thành,
hoàng cung nguy nga hùng vĩ. Thế tử Tân Như Ngọc đang ngồi xếp bằng đột nhiên mắt bắn ra tia sáng, đôi mắt như tia chớp thẳng hướng bầu trời. Tân Như Ngọc thay đổi sắc mặt, kiêu ngạo nói. Hừ, thứ không biết sống chết, cho rằng có một vũ hoàng tọa trấn là có thể khiêu khích tứ đại thế gia Hỏa Ô đế quốc ta sao? Quá càn rỡ, lần trước ở hội đấu giá tha cho ngươi một lần, nếu lần này còn quá đáng thì ta sẽ cho ngươi bài học suốt đời khó quên. Tân Như Ngọc là thế tử của Hoàng thất Hỏa Ô đế quốc, đại biểu vinh diệu tối cao và uy nghiêm quý tộc. Chuyện Huỳnh Dương gia khiến quý tộc mất mặt một lần, nếu Chu gia lại bị khiêu khích thì tôn nghiêm, sĩ diện của giới quý tộc Hỏa Ô đế quốc biết bỏ đi đâu. Sóng âm khuếch tán, tất cả thế lực Hỏa Ô đế quốc bị kinh động. Cung phụng viên, hoàng thất, công hội thuật luyện sư, ba thế gia khác, các cấp quý tộc, vô số thế lực có chi nhánh trong Thượng Dương thành đều lộ vẻ kinh sợ. Trong Chu gia tuôn ra tiếng gầm. Là ai, dám ở trên bầu trời Chu gia la lối, mau xưng tên ra. Trưởng lão đôi mắt như điện nhìn Lý Vân Tiêu, sát ý giạt rào. Giả ngu, tiếp tục giả ngu đi. Lão tử vừa báo tên xong, người hoàn thành đều nghe thấy mà ngươi còn hỏi. Chu gia các ngươi còn biết sĩ diện không? Trưởng lão nghẹn lời. Ngươi! Trưởng lão tức giận quát. Ta còn tưởng là ai, thì ra là nhãi danh chưa mọc lông. Đừng tưởng tiêu diệt Huỳnh Dương gia mà không ai tìm ngươi tính sổ là đã vô địch trong Hỏa Ô đế quốc, muốn chọc vào ai cũng được. Chu gia ta không phải nơi cho tiểu quỷ nhà ngươi phá phách. Lý Vân Tiêu cười khẩy nói. À, hay Chu gia có địa vị không tầm thường trong Viêm Vũ Thành, bao trùm trên thế lực khác. Trưởng lão Chu gia vênh váo hầm hừ nói. Hừ, tất nhiên. Trưởng lão này suốt ngày khổ tu trong gia tộc, không hiểu cách dùng ngôn ngữ, bị Lý Vân Tiêu sỏ mũi chui vào bẫy. Bốn phía sớm tụ tập tất cả thế lực của Hỏa Ô đế quốc, bọn họ ở trong bóng tối quan sát, nghe câu này thì tức điên. Ta phi, Chu gia chẳng qua tồn tại lâu dài hơn chút mà dám khoác lác là bao trùm trên thế lực khác. Cùng xếp vào bốn địa thế gia với bọn họ làm ta cảm thấy rất xấu hổ. Hừ hừ, ngàn năm qua đi, ta cảm thấy vị trí bốn đại gia tộc nên được sắp hàng lại. Quá vô sỉ, bọn họ tự cho rằng siêu nhiên hơn cả hoàng thất sao. Lợi hại hơn cả tụ thiên tông. Hừ, không chừng trong lòng người ta thật sự nghĩ như vậy. Bốn phía vang lên tiếng chào phúng, châm biếm, hơn nữa càng nói càng khó nghe, càng nói càng to gan. Trưởng lão Chu gia đứng trên bầu trời nghe ra có điều lạ, hét lên. Câm miệng lại hết, ý của ta là Chu gia ta bao trùm trên đa số thế lực khác, không phải toàn bộ, các ngươi không được nói bậy. Lần này tiếng la lối càng lớn. Oa, dữ dội. Đúng rồi, người ngó bộ dạng mắt mọc trên đầu đó xem, không uổng là bao trùm trên đa số thế lực khác. Tiêu rồi, không biết Mê Quyền Tông của ta có nằm trong đa số thế lực khác đó không? Đúng đúng, chẳng biết Thủy Kính gia của ta có bị xếp vào trong đó không? Lý Vân Tiêu cười khẩy nói. Vị trưởng lão này, xin hỏi, đa số thế lực khác là thế lực nào? Nêu mấy ví dụ cho mọi người nghe hiểu đi. Trưởng lão Chu gia nghe mọi người rộ lên bàn tán thì lòng nóng nảy, muốn mở miệng giải thích. Chợt bên dưới vang tiếng hừ mạnh. Trưởng lão Chu gia biến sắc mặt thụt lùi ra sau, không dám nói gì thêm. Mấy luồng sáng bắn ra từ phủ đệ Chu gia, bình tĩnh đứng trên hư không, khí thế khuếch tán làm đám người xung quanh mặt trắng bệch ngậm miệng lại. Người đi đầu là tộc trưởng của Chu gia, Chu Dương Tiêu. Chu Dương Tiêu ở trong phủ nghe đoạn đối thoại thì biết ngay hỏng chuyện, vị trưởng lão này là đầu gỗ, nếu cứ mặc cho Lý Vân Tiêu dắt mũi điểm ra hàng loạt gia tộc, môn phái thì Chu gia hoàn toàn đắc tội với người. Cho nên Chu Dương Tiêu vội vàng hừ lạnh ngăn trưởng lão Chu gia lại, dẫn đám người lao ra. Trên thế giới này muốn người ta im miệng không dựa vào đạo lý mà là nắm đấm. Các trưởng lão Chu gia phát ra khí thế là dám tiểu môn tiểu phái đổi sắc mặt, im miệng ngay. Bốn phía yên lặng lại, nhưng vẫn còn một số địa phái hừ lạnh, châm biếm vài câu mới ngừng. Chu Dương Tiêu không che giấu sát khí, gã nhìn Lý Vân Tiêu chằm chằm, mắt sắc như dao. Chu Dương Tiêu lạnh lùng nói. Tiểu tử, người thật to gan, dám đến khiêu khích Chu gia ta. Lý Vân Tiêu không sợ ánh mắt của Chu Dương Tiêu, hắn không chút e dè nghênh đón. Lý Vân Tiêu nhìn thẳng vào mắt Chu Dương Tiêu, nói. Ta và Chu Ngọc Sơn đánh cuộc sinh tử, hôm nay đến theo ước hẹn. Ai biết các ngươi xem hứa hẹn là trò đùa. Chu Dương Tiêu tức giận quát.
ngươi và tiểu nhi đánh cuộc rõ ràng là một tháng sau trên Kim Ô Lôi thần đài, hiện tại chưa đến lúc đó. Hừ, ngày hôm qua kéo đến hôm nay lại kéo đến ngày mai rồi tới ngày mốt, một tháng lại qua một tháng thì đến bao giờ mới hết. Có giỏi thì đừng câu giờ nữa, đi ra so tài đi. Tuy Lý Vân Tiêu chỉ là vũ quân nhưng hắn phát ra khí thế trước uy nhiếp từ các cường giả càng tỏ ra kiệt ngạo bất khuất, cảm giác xương cứng cương cường. Hay, nói hay, có giỏi thì bây giờ đi ra so đấu đi. Đúng rồi, là nam nhân hứa rồi phải làm, dù chết cũng không thể lỡ hẹn. Chọn ngày không bằng chúng ngày, tiểu huynh đệ nói đúng, một ngày lại hẹn một ngày thì khi nào mới đến. Không ngờ cái gọi là tứ đại thế gia là thế này, hứa tỉ thí nhưng không dám lên. Ai, mấy ngàn năm đã qua, tứ đại thế gia chẳng còn ngạo cốt ngày xưa. Tất cả đều là một đám hèn tham sống sợ chết. Những lời đó lọt vào tai trưởng lão Chu gia, Chu Dương Tiêu, ai nấy tức run người. Chu Dương Tiêu hét to. Câm miệng lại hết, tiểu tử, người muốn chết. Trong tiếng gầm chứa sóng âm bá đạo đẩy hướng Lý Vân Tiêu, bầu trời run rẩy. Ha 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 ha, uy nhiếp lớn thật, quả nhiên là bao trùm trên mọi người. Thì đó, gần bằng Vũ Tông cửu tinh dốc hết sức giống to, tiểu tử vũ quân này không bị đánh chết đúng là kỳ tích. Hừ, lật lọng, đã lỡ hẹn trước giờ còn muốn giết người diệt khẩu. Cùng là tứ đại thế gia thấy thấy xấu hổ. Chu Dương Tiêu tức hộc máu, ánh mắt sắc bén quét xung quanh. Người nói chuyện thuộc ba thế gia khác, điều này làm Chu Dương Tiêu tức ngực. Giữa tứ đại thế gia hay tranh đấu gay gắt, bình thường có cơ hội là sẽ đấu đá với nhau. Lần này ba nhà khác không bỏ qua cơ hội tốt, ở trong đám người kêu gào góp gió. Chỉ có một tiểu lầu, Tân Như Ngọc mặt lạnh băng nhấp ngụm trà quan sát từng hành động. Tân Như Ngọc là thái tử tương lai, gã mới thật sự là người bao trùm trên tất cả thế gia. Tân Như Ngọc có thể nhắm mắt bỏ qua thế gia đấu nội bộ, nhưng gã không cho phép người ngoài khiêu khích hệ thống vương triều. Mặt Lý Vân Tiêu hơi trắng lộ vẻ mặt bị thương, tức giận quát. Hay cho chiêu võ kỹ sóng âm, muốn đánh chết ta. Không dễ vậy, nam nhân có chết cũng phải chết trên lôi đài. Chu gia các ngươi nếu còn chút tôn nghiêm của võ giả hãy kêu Chu Ngọc Sơn đi ra đấu sinh tử với ta. Chu Dương Tiêu cố nén tức giận, trong đầu không ngừng hét lên, bình tĩnh lại. Giờ phút này, mỗi lời ăn tiếng nói của Chu Dương Tiêu liên quan uy danh của Chu gia. Chu Dương Tiêu hít sâu bình ổn nỗi lòng, nói. Ngọc Sơn đang bế quan tu luyện, hiện tại không ra ngoài được, phải 7 ngày nữa mới phá quan, khi đó sẽ chiến đấu sinh tử với ngươi. Chu Dương Tiêu ném một bình thuốc nhỏ cho Lý Vân Tiêu. Huống chi vừa rồi ta sốt ruột giống một tiếng làm ngươi bị thương nhẹ, đây là thánh dược trị thương tứ giai, trong vòng 7 ngày đủ chữa lành vết thương cho ngươi, võ nghệ lại tiến bộ một bậc, khi đó có thể công bằng đánh một trận. Mặt ngoài Chu Dương Tiêu bình tĩnh, ung dung phong độ nên có của tộc trưởng thế gia, như thể Thái Sơn sụp đổ cũng không đổi sắc. Thật ra trong lòng Chu Dương Tiêu phun trào núi lửa, đốt cháy nội tạng của gã. Khiến Chu Dương Tiêu tức giận hơn là chuyện hôm nay qua đi, gã không thể công khai đối phó Viêm Vũ Thành, nếu không sẽ bị người đời chê trách. Chu Dương Tiêu độc ác thầm nghĩ. Chờ Tu Di Sơn qua đi phải nhổ tận gốc Viêm Vũ Thành, nghiền nát, ép dẹp, nghiền xương Lý Vân Tiêu này ra. Mắt Lý Vân Tiêu lóe tia sáng, hắn nhận lấy bình thuốc nhỏ loay hoay nhìn, hừ lạnh một tiếng. Ta không yên tâm dùng dược ngươi đưa. Chu Dương Tiêu lạnh lùng cười. Ta đường đường là chủ Chu gia chẳng lẽ sẽ hại ngươi sao? Lý Vân Tiêu cười khẩy nói. Vậy mới rồi tiếng giống lấy mạng ta là sao? Chu Dương Tiêu tức giận mặt tím lịp, run run nói. Ngươi! Lý Vân Tiêu chắp tay hướng mọi người. Có vị thuật luyện sư nào ở đây không? Có thể kiểm nghiệm đan dược có độc giúp ta được không? Ta sợ tiểu nhân tồi tệ Chu gia lén hại ta, xin các vị giúp đỡ dùm. Người Chu gia tức xì khói suýt té xuống đất, nghiền răng ken két. Mấy ngàn năm qua Chu gia chưa từng bị khiêu khích như vậy. Một lão nhân bước ra từ đám người. Để ta xem cho. Lão nhân mắt sáng ngời nhìn Lý Vân Tiêu, đôi mắt tràn đầy giật mình và phức tạp. Đám đông xôn xao. Bách Lý Đại Sư, là Bách Lý Đại Sư. Bách Lý Công Cẩn, hội trưởng công hội thuật luyện sư của Hỏa Ô Đế Quốc, thuật luyện sư lục giai, như vị thần trong Hỏa Ô Đế Quốc. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên, sau đó hắn nở nụ cười. Lý Vân Tiêu không biết Bách Lý Công Cẩn nhưng cảm nhận dao động hồn lực cường đại từ người lão,
biết vị này chắc chắn là thuật luyện sư cao cấp. Thì ra là Bách Lý đại sư. Chu Dương Tiêu tiến lên trước nghênh đón. Kính nhờ đại sư. Bách Lý Công cẩn nhẹ gật đầu, lão nhìn Lý Vân Tiêu. Ta nghe Nguyên Hạo nhắc đến ngươi, nói ngươi rất giỏi, ban đầu ta không tin. Hôm nay thấy ngươi, không ngờ ngươi ghê gớm hơn Nguyên Hạo nói. Bách Lý Công cẩn lắc đầu, khẽ thở dài. Ai, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, chúng ta đã già. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Nguyên Hạo đại sư và Bách Lý đại sư đã quá khen ta. Chu Dương Tiêu biến sắc mặt, gã lúc trước trong Thiên Thủy Quốc Thiên Địa Phong Vân bảng cũng có mặt, nghe Bách Lý Công cẩn khen ngợi Lý Vân Tiêu làm lòng gã khó chịu. Chu Dương Tiêu đổi đề tài. Bách Lý đại sư, xin hãy nghiệm đan, cho Chu gia ta sự trong sạch. Cho đến này toàn là Chu gia ăn hiếp người, đã bao giờ bị người cưỡi lên đầu. Còn phải nén giận, cầu người khác làm chủ dùm. Chu Dương Tiêu tức đến nín thở. Bách Lý Công cẩn nhận lấy lọ thuốc từ tay Lý Vân Tiêu, mở ra đổ vào lòng bàn tay, viên thuốc đỏ rực linh khí khiếp người. Bách Lý Công cẩn gật gù khen. Đúng là thánh dược trị thương tứ giai, xem linh khí dao động chắc cỡ thượng đẳng. Bách Lý Công cẩn kẹp viên thuốc đặt bên mũi người. Chu Dương Tiêu ưỡn ngực, chắp hai tay sau lưng, bộ dáng tông sư lạnh nhạt nói. Chu gia ta sừng sững ở Viêm Vũ Thành vạn năm dài, tín dụng và nội tình kéo dài không suy. Một thế gia to lớn sao có thể lật lòng hại nhãi danh hôi sữa nhà ngươi. Ngươi trở về trị thương đi, 7 ngày sau trên Kim Ô Lôi Thần Đài ta sẽ kêu Ngọc Sơn cho ngươi bài học suốt đời khó quên. Xung quanh nổi lên tiếng xì sầm suy đoán âm mưu đằng sau chuyện này, kết cuộc cuối cùng. Tiểu tử này cẩn thận hơi quá, Chu gia dù gì là danh môn đại gia, có ghê tởm mấy cũng không thể ngay trước mặt dùng độc hại người. Ta thấy trong lòng tiểu tử này sợ nên định chơi xấu. Ha ha ha, sợ thì có ích gì, đã dám mở đầu thì phải chơi tới cùng. Chậc chậc, thú vị, không ngờ có người dám khiêu cơ chí tứ đại thế gia, chuyện này không đơn giản. Ninh Linh Nhi ở trong đám người, biểu tình cực kỳ trầm trọng. Ninh Linh Nhi căng thẳng hơn bất cứ ai, nàng lo cho an toàn của Lý Vân Tiêu, lòng vô cùng thấp thỏm. Bách Lý Công cẩn nhíu mày, mắt lóe tia hoảng sợ la lên. DNA này, thật sự có độc. Yên lặng, tĩnh lặng như chết. Ồn ào. Xung quanh Chu gia nổ tung, tất cả ngạc nhiên trợn mắt há hốc mồm. Phủ Chu gia thật sự muốn dùng đan độc dược hại thiếu niên này. Oa, thật không vậy. Ta ngạc nhiên đến rất cằm. Thật sự có độc. Không thể nào, có phải tiểu tử này giở trò quỷ bỏ độc vào không? Mấy ngàn người đứng xem, có vô số cường giả. Một vũ quân bình thường có thể giấu giếm mọi ánh mắt bỏ độc sao? Nhưng thế này quá khoa trương, Chu gia tồi tệ đến mức này sao? Ai, lão đệ, hai chúng ta thật ngây thơ. Ai, tam quan bị hủy rồi, hoàn toàn vỡ nát. Chu Dương Tiêu cảm thấy da đầu tê dai, đầu óc choáng váng. Chu Dương Tiêu gần từng chữ. Bách Lý đại sư thật sự điều tra rõ sao? Giọng Chu Dương Tiêu run run. Mọi người không ai nhìn thấy Lý Vân Tiêu động tay chân gì, nếu thật sự trong đan dược có độc, Chu Dương Tiêu nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Còn một khả năng khác là Bách Lý Công cẩn giở trò, nhưng thân phận của đối phương. Quả nhiên sắc mặt Bách Lý Công cẩn khó chịu, nhưng lão thông cảm cho tâm tình của Chu Dương Tiêu. Bách Lý Công cẩn lạnh nhạt nói. Nếu Chu tộc trưởng không tin thì tự mình nếm một viên đi. Chu Dương Tiêu nhìn đan dược đỏ rực, lòng dâng lên chút hy vọng. Chu Dương Tiêu quát to. Thất trưởng lão, người hãy thử xem đan dược này có độc hay không. Thất trưởng lão Chu Bác là người có thực lực mạnh nhất trong đám người Chu gia, Vũ Tông đỉnh cửu tinh. Chu Bác nghe hiểu ý của Chu Dương Tiêu, nếu Bách Lý Công cần nói có độc tức là 100% có độc, hiện tại điều duy nhất chứng minh trong sạch đó là gã nuốt viên đan độc dược vào, dùng chân khí ức chế độc tính. Miễn không trúng độc thì có thể nói ngược lại là không bị độc. Chu Bác hiểu sự việc nghiêm trọng. Gã bước nhanh tiến lên trước, gã rất tự vào chuyện này. Chu Bác cách cảnh giới Vũ Hoàng chỉ có một bước, trên đời này cơ hồ không có độc dược gì hại được gã. Chu Bác hừ lạnh một tiếng. Lão Phu không tin đan dược trị thương sẽ có độc, hừ. Chu Bác cầm viên đan độc dược, không thèm nhìn đã ném vào miệng, vẻ mặt giễu cợt. Chu Bác nuốt đan dược vào bụng, lập tức vận chuyển chân khí bao lấy đan dược. Chu Bác vận chuyển sơ. Không phát hiện có gì khác lạ thì cười nhạt, gật đầu ra hiệu với Chu Dương Tiêu.
Chu Dương Tiêu thầm thở phào. Phù phù. Chu Dương Tiêu thế này mới nhận ra người gã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Chuyện này liên quan danh dự mấy ngàn năm của Bách Lý Công Cẩn, tuyệt đối không thể bị hỏng trong tay gã. Chu Dương Tiêu nhìn lướt qua có, cuối cùng dừng lại trên người Lý Vân Tiêu. Chu Dương Tiêu nói, hiện tại người Chu gia ta lấy thân thử đan chứng minh không có độc, người ăn nói sao với Chu gia ta. Chuyện hủy danh dự này là mối thù lớn không chết không ngừng. Nghĩ tình người sắp tỉ thí với Ngọc Sơn, tạm thời tha cho ngươi một mạng. Nhưng chuyện này sẽ không cho qua, ít nhất đưa ra 500 vạn khối trung phẩm nguyên thạch xin lỗi, nếu không hôm nay đừng hòng rời đi. Chu Dương Tiêu nói một lèo, nhưng thấy Lý Vân Tiêu cười nhạt, đám người không thèm nghe gã nói chuyện mà kinh hoàng trợn to mắt nhìn sau lưng gã. Đệ tử Chu gia kinh hoàng hét lên. Thất trường lão làm sao vậy? Chu Dương Tiêu giật mình vội quay đầu lại, Chu Bác đôi mắt vô thần đứng gây như phỗng. Làn da đã đổi màu lấm tấm như cây nấm độc sặc sỡ. Chu Dương Tiêu hoảng hốt vậy chạy lên xem. Thất trưởng lão. Chu Bác phun ra ngụm máu đen. Phụt. Chu Bác ngửa người té ra sau. Rầm. Chu Bác té xuống đất tắt thở. A. À. Đám người hoảng sợ thụt lùi ra xa, kinh hoàng nhìn. Chu Bác là cao thủ Vũ Tông nổi danh đã lâu, được gọi là đệ nhất nhân dưới Vũ Hoàng, vậy mà bị một viên đan dược nho nhỏ độc chết. Hỏi sao mọi người tin nổi. Chu Dương Tiêu ngửa đầu giống to. Thất trường lão, thất trường lão. Cổ Chu Dương Tiêu nổi gân xanh, sát khí tỏa định Lý Vân Tiêu chặt chẽ, chỉ cần thần niệm của gã động một cái là đòn công kích lôi đình vạn quân sẽ đánh hắn tan xương nát thịt không chừa mẩu xương. Trên bầu trời Thượng Dương Thành, Chu Cẩn, Tân Bì, Áo Địch già nhìn xuống dưới. Trước khi Chu Bác gục ngã thì ba người vẻ mặt còn bình tĩnh, lúc này biến sắc mặt, mắt lóe tia hoảng loạn. Biểu tình Tân Bì nghiêm túc hỏi. Đó là độc gì mà có thể độc chết Chu Bác? Hơn nữa lặng lẽ không kịp rên một tiếng. Trên đời này có lạ hoa độc dược ác độc như vậy sao? Mắt Chu Cẩn lấp lóe tia sáng, nỗi lòng dao động rất mạnh. Chu Bác tuyệt đối là đệ nhất nhân dưới Vũ Hoàng vậy mà chết ngay lập tức, nếu đổi lại chúng ta. Áo Địch già trầm giọng nói. Lý Vân Tiêu này rất bí ẩn, ta cảm thấy hắn có vấn đề. Ta đề nghị trực tiếp bắt Lý Vân Tiêu về tra hỏi. Vẻ mặt Chu Cẩn kỳ dị hỏi. Sao ngươi biết là Lý Vân Tiêu hạ độc? Ngươi nhìn thấy. Áo Địch già hừ lạnh nói. Hừ, có phải lần trước ngươi được hắn cho ích lợi nên luôn bênh hắn không? Trừ Lý Vân Tiêu hạ độc ra còn ai? Hay ngươi muốn nói với ta là người Chu gia hạ độc? Hoặc là Bách Lý Công Cẩn làm? Chu Cẩn tức giận quát. Áo Địch già, ngươi đừng ngậm máu phun người. Ta từ chỗ Lý Vân Tiêu được một khối trận đồ tàn khéo huyết nhưng vậy thì sao? Hắn chỉ là vũ quân bình thường, chẳng lẽ trước mắt của ngươi và ta có thể thần không biết quỷ không hay hạ độc sao? Ngươi hỏi Tân lão đại xem hắn có nhìn thấy không? Tân Bì nhìn Lý Vân Tiêu, trầm giọng nói. Đúng là ta không thấy Lý Vân Tiêu ra tay, nhưng Chu gia tuyệt đối không thể hạ độc. Không nói đến Chu gia không có vật kịch độc như vậy, dù có cũng không thể lấy Chu Bác ra đùa. Vì Chu Bác chắc chắn sẽ vào Vũ Hoàng, hiện tại xem ra nghi ngờ lớn nhất là Bách Lý Công Cẩn. Áo Địch già biến sắc mặt kinh kêu. Tân lão đại, không thể nghi ngờ lung tung, thân phận của Bách Lý đại sư. Tân Bì thở dài bất đắc dĩ nói. Đúng vậy, với thân phận của Bách Lý đại sư sẽ không làm R48K, vậy vẫn là khả năng Lý Vân Tiêu hạ độc lớn nhất, nhưng sao có thể không ai thấy hắn hạ độc được. Không nói ba chúng ta. Bên dưới có ít nhất mấy trăm người thực lực mạnh hơn Lý Vân Tiêu. Tân Bì gõ đầu mình, vô cùng khó hiểu nói. Nhức đầu quá, thôi chờ xem tình huống phát triển thế nào đi. Lý Vân Tiêu cũng to gan thật, nói sau lưng hắn không có ai xúi dục thì ta không tin. Bên dưới, Lý Vân Tiêu chẳng hề sợ sát khí của Chu Dương Tiêu, hắn lạnh lùng nói. Như thế nào, hạ độc không được giờ định tự mình ra tay sao? Hừ hừ, danh dự của Chu gia. Mặt Chu Dương Tiêu giữ tợn nói. Tiểu tử, hôm nay mặc cho ngươi múa mép khua môi thế nào cũng đừng hòng sống sót rời đi. Chu Bác hầu như có vé vào Vũ Hoàng, nhưng vì bị Chu Dương Tiêu xúi uống đan dược mà chết. Trách nhiệm này dù Chu Dương Tiêu là đứng đầu một tộc cũng không gánh nổi. Nếu mặc kệ Lý Vân Tiêu nghênh ngang rời đi, sợ rằng trở về gia tộc bị các thái thượng trưởng lão biết sẽ lột da rút gân gã ra. Mấy ngàn năm qua đã khi nào Chu gia chịu thiệt thòi lớn như vậy? Đã khi nào bị người khiêu khích uất ức như thế?
Lý Vân Tiêu chịu đựng uy nhiếp từ Chu Dương Tiêu, chính nghĩa lẫm lẫm nói. Hừ, dù ngươi kêu ta đi thì hôm nay ta cũng không đi. Các ngươi trước tiên là thất hứa, lại tồi tệ hạ độc, hiện tại còn ngang nhiên giết người, đúng là thứ vô tín, vô nghĩa, vô đạo. Uổng cho các ngươi là tứ đại thế gia gì đó, các ngươi bôi cho chát chấu danh tiếng tứ đại thế gia. Hôm nay ta dám đến thì không sợ bị ngươi giết. Chuyện vô tín vô nghĩa vô đạo này nếu không cho ta một lẽ công bằng thì có cung tiễn ta đi cũng không được. Đừng tưởng rằng Viêm Vũ Thành ta dễ ăn hiếp, cùng lắm đồng quy vu tận với các ngươi. Chu Dương Tiêu châm chọc khinh thường nói. Đồng quy vu tận, ha 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 ha, chỉ bằng vào ngươi, có tư cách gì cùng chúng ta đồng. Chu Dương Tiêu ngừng bặt, trong không trung tuyền đến tiếng chấn động, trực giác không ổn tràn ngập trong lòng Chu Dương Tiêu. Trên bầu trời hiện ra một vật dần xé mở hư không, thân hình to lớn che dập trời, một nửa ánh sáng thượng dương thành bị che khuất. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, kinh hoàng hoảng sợ. Chu Cẩn, Tân Bì, Áo Địch Già đứng trên trời cao cũng sững sờ, vẻ mặt khó tin. Đầu óc Chu Dương Tiêu ù vang, biểu tình cực kỳ khó xem, cổ họng khó khăn nhúc nhích, giọng không cam lòng nghiến răng gần từng chữ. Thanh Loan Chiến Hạm. Thanh Loan Chiến Hạm là huyền khí lục giai. Không phải loại lục giai bình thường. Thanh Loan Chiến Hạm cần nhiều thuật luyện sư lục giai cùng nhau luyện chế mới được, hoàn toàn tương đương với tòa thành nhỏ di động, vô địch trong chiến đấu quy mô lớn. Chí bảo như thế dù là Chu gia sừng sững vạn năm cũng không thấy ra được. Dù có tiền mua thì cũng là vô giá, căn bản không có tư cách mua. Thoáng chốc nguyên thượng dương thành cơ hồ lặng ngắt như tờ. Thanh Loan Chiến Hạm, không ngờ là Thanh Loan Chiến Hạm. Đinh Linh Nhi ngây người. Vương Thần ngây người, Tân Như Ngọc ngây người, Chu Dương Tiêu cũng ngây người. Chu Dương Tiêu phát cuồng gào thét. Rốt cuộc ngươi do thế lực phương nào phái đến? Làm sao ngươi có được Thanh Loan Chiến Hạm? Đôi mắt Chu Dương Tiêu đỏ ngầu. Lý Vân Tiêu chỉ lên trời, lạnh lùng nói. Cây búa. Đám người xì xầm bàn tán. Cây búa, là sao? Chẳng lẽ thế lực đứng sau hắn tên cây búa hoặc lấy danh hiệu búa? À. Ta hiểu rồi, ý của hắn là Thanh Loan Chiến Hạm như cây búa vững chắc không gì phá nổi. Bạn A khen. Đúng rồi, Sơn Kê đại ca thông minh quá. Tay hắn chỉ vào Thanh Loan Chiến Hạm, thế mà đại ca cũng đoán ra. Sơn Kê đắc ý nói. Ha ha ha, chuyện dễ ợt. Lý Vân Tiêu không quan tâm mọi người bàn tán, hừ lạnh một tiếng. Ta có Thanh Loan Chiến Hạm, quan tâm gì cây búa của ngươi? Sơn Kê, bạn A. Chấm chấm chấm. Chu Dương Tiêu tức giận quát. Xem ra ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chống lại Chu gia ta. Dù có Thanh Loan Chiến Hạm thì sao? Ta muốn chiến hạm của ngươi để lại, ngươi cũng ở lại. Một thanh âm lạnh lùng phát ra từ Chu gia. Hừ, không có nhiều thuật luyện sư khống chế, dù có chiến hạm thì được ích gì? Mọi người nghe tinh thần hoảng hốt, nhũn chân. Thanh âm kia tiếp tục nói. Cơ nghiệp và nội tình trên vạn năm của Chu gia không cho phép bất cứ người nào khiêu khích, hôm nay hãy để lại chiến hạm và mạng sống đi. Vài khí thế hùng hồn từ phủ đệ Chu gia phóng lên cao. Đám người kinh sợ thụt lùi, chỉ thanh âm dã làm mọi người đầu váng mắt hoa, khó thể đứng vững. Thái thượng trưởng lão, là mấy vị thái thượng trưởng lão của Chu gia. Vũ hoàng thất túc cảnh, võ giả đỉnh cao đủ ngạo thị nam vực. Chẳng phải nói thái thượng trưởng lão của Chu gia bế quan trong Thiên Châu môn sao? Thì ra luôn ở trong phủ đệ. Bế quan là vị mạnh nhất Chu gia, nghe nói thực lực đã thông thiên, không còn hỏi đến chuyện trong gia tộc. Tiểu tử này thảm rồi, nếu không có hậu chiêu cứng rắn sợ là sẽ bị đập bẹp như con ruồi. Chu Dương Tiêu vừa mừng vừa sợ vội tiến lên nói. Mấy vị thái thượng trưởng lão, Dương biểu vô dụng làm Chu gia xấu hổ. Trưởng lão dẫn đầu là Chu Trường Phát, lão lắc đầu ra hiệu Chu Dương Tiêu đứng sang một bên. Lão nhân thái thượng trưởng lão lạnh lùng nói với Lý Vân Tiêu. Ta không biết mục đích của ngươi là gì, sau lưng có ai điều khiển. Mấy ngàn năm qua dám dương oai trong Chu gia đều không sống sót rời đi được. Tại đây ta lấy thân phận thái thượng trưởng lão cho ngươi một cơ hội, hai tay dâng lên Thanh Loan Chiến Hạm rồi quỳ một bên chờ xử lý, sẽ tha cho ngươi một mạng. Tha cái đầu ngươi. Tưởng mình là ai? Lý Vân Tiêu tức giận bật cười nói. Nếu các ngươi muốn chiến xa này thì ta sẽ tặng cho các ngươi. Hai tay Lý Vân Tiêu bắt thủ ấn phức tạp, Thanh Loan Chiến Hạm lơ lửng trên bầu trời được kích động. Ong 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 ong.
Thanh loan chiến hạm phát ra thanh âm điếc tai, tỏa ra ánh sáng trắng như ngọn đèn thắp sáng từng hàng, cả bầu trời cực kỳ chói mắt. Đầu chiến hạm chậm rãi chuyển động, tất cả trận pháp trên thanh loan chiến hạm khởi động. Mọi ánh sáng chiếu vào phủ đệ Chu gia, ánh sáng chói lòa làm kiến trúc Chu gia nhòe đi trong ánh sáng, chỉ còn lại một khoảng trắng. Mấy thái thượng trưởng lão đẳng cấp Vũ Hoàng biến sắc mặt, bọn họ liếc nhau, rất có ăn ý lắc người đáp xuống quanh phủ đệ Chu gia thành thế bao vây, chuẩn bị sẵn sàng tùy thời nghênh chiến. Năm thái thượng trưởng lão biểu tình trầm trọng, uy lực thanh loan chiến hạm chỉ được truyền miệng, các thái thượng trưởng lão chưa từng thấy hàng thật. Chu Trường Phát tức điên, sát khí tỏa định Lý Vân Tiêu, nếu hắn dục dịch gì là sẽ bị giết ngay. Tiểu tử, ta khuyên ngươi đừng đi xa trên đường tà đạo, hay ngươi nghĩ một thanh loan chiến hạm là có thể đối phó Chu gia ta? Chiến hạm dù mạnh mấy cũng chỉ là huyền khí lục giai. Trong Chu gia ta có cả huyền khí thất giai, bát giai, vốn không cùng một đẳng cấp. Hơn nữa ta muốn tiêu diệt chỉ trong chớp mắt. Lý Vân Tiêu cười gằn. Ta không biết thanh loan chiến hạm này có thể đối phó với Chu gia không, nhưng trong thời gian ngắn các ngươi không thể phá mở phòng ngự của nó. Mấy thuật luyện sư trên chiến hạm đủ thời gian lái chiến hạm đụng vào Chu gia các ngươi rồi tự bảo. Ha 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 ha. Mấy vị Vũ Hoàng, các ngươi có ngăn được lực lượng tự bảo của thanh loan chiến hạm không? Hơn nữa giết ta cũng sẽ không cản được chiến hạm va chạm rồi tự bảo, dù mấy người trốn thoát nhưng ngàn vạn người Chu gia thì sao? Ta chống mắt xem bao nhiêu người trốn được. Đám người hút ngụm khí lạnh, hoảng sợ ngước lên nhìn. Thanh loan chiến hạm đúng là chãi đầu xuống dưới, chậm rãi đáp xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh. A, à, mọi người không bình tĩnh. Trong phạm vi này không ai thoát khỏi lực lượng tự bạo của thanh loan chiến hạm nổi. Đừng nói Chu phủ, dù là Thượng Dương thành cũng sẽ bị nổ hơn phân nửa. Vù 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 vù. Đám người rối loạn, nhiều người co giò chạy nhanh ra ngoài Thượng Dương thành, tình hình hỗn loạn. Tiếng la lối, gào khóc nổi lên bốn phía. Ninh Linh Nhi đứng trong đám người ngơ ngác nhìn chiến hạm giáng xuống, thì thào. Điên, hắn đúng là người điên. Vu Dung sốt ruột kéo tay Đinh Linh Nhi, cao giọng quát. Tiểu thư mau chạy đi, chậm hơn sẽ không kịp. Mắt Đinh Linh Nhi lóe tia kiên quyết, tuy mặt trắng xanh nhưng nàng kiên cường lắc đầu, nói. Không, ta muốn nhìn xem hắn mạnh đến mức nào, có thể làm đến trình độ nào. Khi nói mấy câu này bản thân Đinh Linh Nhi cũng thấy khó tin, mắt nàng sáng rực. Phương xa, Chu Ngọc Sơn mất bình tĩnh. Điên, đồ điên. Ta thật hối hận lúc ở Viêm Vũ Thành sao không trực tiếp đập chết hắn. Chu Ngọc Sơn chẳng còn phong độ quý tộc cao cao tại thượng nữa, gã như tên điên. Các quý tộc, thế lực khác hoảng sợ biến sắc mặt. Vật khổng lồ như vậy nếu nổ thì sẽ văng miệng. Chu Trường Phát mặt không còn chút máu ngước nhìn thanh loan chiến hạm xà xuống, người toát mồ hôi ướt đẫm. Vật khổng lồ như vậy nếu tự bạo đừng nói bảo vệ Chu gia, lão không biết có gữ mạng cho mình nổi không. Chu Trường Phát sợ hãi lòng bàn tay đổ mồ hôi. Chu Cần xem kịch trên bầu trời rốt cuộc không bình tĩnh được nữa. Khoan đã. Tân Bì hét to. Lý Vân Tiêu, dừng tay. Có lời gì từ từ nói, hai vị không phải thù không đội trời chung, cần gì kết thúc lưỡng bại câu thương như vậy. Thượng Dương Thành là đế đô, Tân Gia là người hoàng thất, sao Tân Bì có thể trơ mắt nhìn một nửa Thượng Dương Thành bị tạc nổ. Chu Cần, Tân Bì. Áo địch già đáp xuống trước mặt Lý Vân Tiêu. Tân Bì nghiêm túc nhìn chiến hạm xà xuống ngày càng nhanh, vội nói. Vân thiếu gia, mau kêu chiến hạm dừng lại, có gì từ từ nói. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng. Từ từ nói, hắn muốn giết ta còn nói khỉ gì với ngươi. Lý Vân Tiêu cười gằn. Nguyên Chu gia chôn cùng ta đi. Tân Bì hết hồn. Xem vị trí thanh loan chiến hạm dù không đập trúng Chu phủ mà tự nổ cũng không ai may mắn thoát khỏi. Tân Bì vội khuyên. Ta đảm bảo tại đây Chu Trường Phát tuyệt đối sẽ không giết ngươi, nhanh chóng dừng tay đi. Ta hứa sẽ làm người trung gian, mọi người bình tĩnh nói chuyện. Lý Vân Tiêu mở to mắt ngây thơ hỏi. Thật không? Tân Bì thấy bộ dạng ngây thơ vô số tội của Lý Vân Tiêu thì tức hộc máu. Ai chẳng biết tiểu tử này sát phạt dứt khoát, tâm ngoan thủ lạt, cáo già. Lại còn giả nai. Tân Bì nghẹn lời. Thật, tất nhiên là thật. Lý Vân Tiêu chớp mắt to, chỉ vào Chu Trường Phát. Mới rồi hắn nói mấy ngàn năm nay không ai khiêu khích Chu gia mà sống sót đi được. Nếu ta không chết thì mặt mũi Chu gia biết đút vào đâu.
Ta không tin ngươi bảo vệ mạng sống của ta được, thôi mọi người chết chung cho vui. Một tay Lý Vân Tiêu đổi ấn quyết, ánh sáng thanh loan chiến hạm càng mạnh thêm, tốc độ lao xuống mau hơn. A, đừng đừng, mau dừng tay. Chu Cẩn sợ quá la lên. Chu Trường Phát, sao không mau tỏ thái độ? Chu Trường Phát thấy chiến hạm xà xuống thì lạnh lòng, rối rít nói. Nhanh chóng dừng lại, ta có thể ngoại lệ một lần. Vẻ mặt Lý Vân Tiêu nghi ngờ hỏi. Ngoại lệ, thế này không được tốt lắm. Ấn quyết thay đổi, thanh loan chiến hạm giảm tốc độ đôi chút. Đám người thở phào. Tân Bì nói. Không có gì không được, đã có điều lệ tất nhiên có ngoại lệ, không phá thì không xây được. Mọi người đều là hào kiệt thế gia của Hỏa Ô Đế Quốc, cần gì đến nông nỗi đồng quy vô tận. Ta đại biểu hoàng thất điều đình cho các ngươi, tuyệt đối không thiên vị, công chính vô tư. Chu Cẩn thấy vẻ mặt Lý Vân Tiêu không tin, bổ sung thêm. Người toàn Thượng Dương Thành có mặt tại đây, mọi người có thể làm chứng. Tân lão đại sẽ không lấy danh dự của mình ra đùa. Lý Vân Tiêu buồn bực nói. Được rồi, ta mà tin các ngươi một lần. Lý Vân Tiêu điểm chỉ quyết, một luồng sáng xanh tan biến trong tay hắn, thanh loan chiến hạm khựng lại. Bách Lý Công Cẩn đứng yên một bên xem cuộc vui chợt sắc mặt kỳ dị. Cách truyền tin của Lý Vân Tiêu và thuật luyện sư trong chiến hạm rất kỳ lạ. Chu Cẩn chảy mồ hôi lạnh ròng òng thấy thanh loan chiến hạm rốt cuộc ngừng lại thì thở phào nhẹ nhõm. Chu Cẩn ở trong Thượng Dương Thành mấy trăm năm qua, hôm nay là mạo hiểm nhất. Ngay khi thanh loan chiến hạm dừng lại, Lý Vân Tiêu cảm giác sát khí mãnh liệt nhập vào người lan tràn tứ chi, phong kín tất cả kinh mạch của hắn. Chu Trường Phát bùng nổ khí kình cực mạnh như núi cao đè xuống, lạnh lùng quát. Nhãi con dám khiêu khích chúng ta, chết đi. Lý Vân Tiêu như rơi vào hầm băng, toàn thân bị khí thế cường đại ức chế. Đừng nói cơ thể Lý Vân Tiêu, hắn khó vận chuyển chân khí. Chu Trường Phát sát khí hùng hổ định thừa dịp thanh loan chiến hạm dừng lại thì giết Lý Vân Tiêu ngay, ngắt đứt liên lạc giữa hắn và người trong chiến hạm rồi cưỡng ép công phá thanh loan chiến hạm, xông vào trong giết hết mọi người. Chu Trường Phát đánh ra quyền quang, với khoảng cách ngắn thế này chỉ giây lát là đến mục tiêu. Cú đấm của Vũ Hoàng, mở núi chém biển, ai chắn người đó gục. Ong 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 ong. Khí kình cường đại của quyền phong làm mọi người cảm thấy áp lực ập vào mặt, lỗ tia bị không khí rót vào làm ù tai, mạch máu toàn thân sắp vỡ ra. Uy thế của Vũ Hoàng làm mọi người sợ teo tim. Rầm. Trước mặt Lý Vân Tiêu đột nhiên hiện ra một luồng sáng đỏ như nụ hoa nở ban ra trong gió lạnh chặn lại cú đấm của Chu Trường Phát. Không gian hơi vặn vẹo. Nụ hoa kéo dài mấy giây rồi héo tàn trong khí kình, tan biến. Chu Trường Phát con người co rút, tim rớt cái bịch. Đó là... Chu Trường Phát chỉ thấy từ người Lý Vân Tiêu bay ra một tấm phù lục cổ xưa nghênh hướng quyền phong của lão thì nổ tung, cứ tưởng có thể dễ dàng xuyên qua phù lục. Quyền uy sẽ đánh nát cơ thể Lý Vân Tiêu, nhưng ai ngờ. Đám người biểu tình vốn bình tĩnh thoáng chốc hoảng sợ. Đó là phù lục gì mà chặn được đòn công kích của Chu Trường Phát? Chu Trường Phát là Vũ Hoàng Tam Tinh, từ hơn 10 năm trước đã bế quan tiềm tu, chưa từng lộ mặt. Hiện tại dù Chu Trường Phát không đến tứ tinh nhưng cũng cách không xa, tồn tại cường đại như vậy Âu Đốc sức đánh ra một kích lại bị phù LCU gì nho nhỏ ngăn cản lại. Mặc dù chỉ vài giây nhưng đã rất rùng rợn. Đám thái thượng trưởng lão Chu gia chuẩn bị tùy thời công phá phòng ngự điện chủ tiên thiên điện cũng sững sờ tại chỗ. Lý Vân Tiêu ném ra cổ phù lục giai lấy được trong thanh hải trấn. Dù có thể cản một kích đánh hết sức của Vũ Hoàng nhất tinh nhưng Chu Trường Phát quá mạnh, chỉ đỡ được vài giây. Tuy nhiên bấy nhiêu đã đủ, phần lớn sức mạnh bị ngăn lại, lực lượng dư âm mới rơi vào người Lý Vân Tiêu. Âm 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 âm. Lực lượng dư âm như lốc xoáy ầm ầm xẹt qua người Lý Vân Tiêu, từng đợt lan tràn. Lỗ mũi Lý Vân Tiêu phát ra tiếng rên. Hừm. Lực lượng chí cường bá thể trong khoảnh khắc này bộc phát ra. Lý Vân Tiêu không lùi còn tiến lên, nhún chân một cái đạp lực lượng dư âm vọt lên cao, xông hướng thanh loan chiến hạm. Cái gì? Mọi người đầu óc trống rỗng. Dù bị phù lục kỳ lạ đó chặn lại vài giây nhưng đó dù gì là Vũ Hoàng đỉnh Tam Tinh dốc sức đánh ra một kích, chỉ dư uy cũng đủ đánh nát Lý Vân Tiêu mới đúng, tại sao hắn vẫn bình yên vô sự được? Chẳng lẽ thực lực của Chu Trường Phát giảm đi? Nhiều người trong đầu nổi lên suy nghĩ này. Nhưng liên tưởng uy thế cú đấm vừa rồi thì đánh dùng mình, phủ định ngay. Đinh Linh Nhi thở hắt ra. Phù. Cú đấm vừa ồi làm Đinh Linh Nhi cũng run sợ.
Người Chu Trường Phát giết không phải Lý Vân Tiêu, đó là hy vọng duy nhất của Thiên Nguyên Thương Hội, là tất cả tiền đặt cược của nàng. Vào giây phút đó Đinh Linh Nhi cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, nhưng may mắn kết cuộc nằm ngoài dự đoán. Vù 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 vù. Trong các cặp mắt ngơ ngác nhìn, Lý Vân Tiêu đáp xuống thanh loan chiến hạm, lạnh lùng nhìn xuống dưới. Không tệ, Chu gia quả nhiên có thành ý. Thế thì mọi người chôn cùng đi. Ầm 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 ầm. Lý Vân Tiêu điều khiển thanh loan chiến hạm tiếp tục giáng xuống, ánh sáng trên chiến hạm càng chói lòa hơn, cách mặt đất chỉ khoảng trăm thước, gần như nghiền phủ đệ Chu gia. Mọi người thế mới thấy rõ trên chiến hạm khắc trận pháp phức tạp, từng vòng trận pháp nối nhau kéo dài bất tần lan tràn toàn thân chiến hạm. Tất cả trận pháp tỏa ra ánh sáng chói mắt, hơi thở chết chóc khủng bố phủ xuống. Bách Lý Công Cần luôn im lặng đột nhiên hét to. Lục Vũ Tinh lược trận. Vẻ mặt Bách Lý Công Cần đầy kinh hoàng, nhìn chằm chằm từng vòng trận pháp kết nối nhau, con ngươi trợn to. Bách Lý Công Cần cao giọng quát. Dừng tay, Vân thiếu gia, có gì từ từ nói. Vừa rồi Bách Lý Công Cần nghĩ dù thanh loan chiến hạm tự bạo có uy lực lớn, phá hư rộng nhưng lão không hốt hoảng, dư sức giữ mạng. Thượng Dương Thành bị phá hoại như thế nào chẳng liên quan gì lão. Giờ phút này, Bách Lý Công Cần nhìn thấy trận pháp tự bạo, luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng lão xuống lòng bàn chân, lão không thể bình tĩnh được nữa. Lục Phú Tinh lược trận có 6 chủ trận, bên ngoài mỗi chủ trận bày ra 36 tiểu trận, từng khấu nối nhau. Kích phát một trận pháp là các chúng sẽ liên tục nổ, uy lực tăng lên tầng tầng, mở rộng uy lực thanh loan chiến hạm tự bạo lên gấp 10 lần. Đừng nói Bách Lý Công Cần giữ mạng, sợ là nguyên Thượng Dương Thành đều thành cho. Khiến Bách Lý Công Cần kinh hoàng là cách bày Lục Vũ Tinh lược trận này là trận thuật rất cao minh, giá trị trên cả thanh loan chiến hạm. Bách Lý Công Cần chỉ nghe qua Lục Vũ Tinh lược trận, lúc trước sư phụ dạy thuật luyện chi đạo cho lão từng nói người bày ra trận pháp này có thể tạc nổ một cường giả vũ đế. A, à, đám người Chu Cần, Tân Bì, Áo Địch già nghe Bách Lý Công Cần vội vã truyền âm thì ngây người, hút ngụm khí lạnh, sợ hãi toàn thân đổ mồ hôi ròng ròng. Tân Bì căng thẳng hét lên. Dừng tay, Vân thiếu gia, mau dừng lại. Tân Bì bị lời Bách Lý Công Cần nói hù sợ chết khiếp. Nếu Lục Phú Tinh lược trận biến thái như vậy, nguyên Thượng Dương Thành tan hoàng thì đế thất truyền thừa Tân gia bọn họ cũng tàn đời. Ngừng, ngừng con khỉ khô. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Tưởng ta còn bị mắc lừa sao? Chết chung đi. Ầm 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 ầm. Thanh loan chiến hạm lại xà xuống mấy phần, đè xuống vật kiến trúc cao nhất trong Chu phủ. Ánh sáng trên thanh loan chiến hạm càng lúc càng chói lòa, tùy thời nổ tung. Tân Bì phát cuồng giống to. Mau dừng tay, ta lại thề độc, tuyệt đối không để bất cứ ai tổn thương một sợi lông của ngươi. Nếu Chu gia còn dám tấn công ngươi thì ta sẽ san bằng Chu gia. Mặt Tân Bì nổi gân xanh, con ngươi trợn to, mồ hôi lạnh lăn dài trên gò má, toàn thân gã ướt đẫm. Tim Chu Trường Phát rớt cái bịch, tức giận chừng Tân Bì nhưng lão cố kiềm nén. Trong tình huống này nếu không ổn định Lý Vân Tiêu thì mọi người cùng nhau tiêu đời. Tân Bì là người đế thất, lại là viện trưởng cung phụng viện, lời gã nói không thể nuốt lại. Hôm nay Chu Trường Phát không thể giết Lý Vân Tiêu. A, à, Lý Vân Tiêu phất tay, thanh loan chiến hạm ngừng lại. Lý Vân Tiêu nghiền ngẫm nhìn Tân Bì, hầm hừ. Thế ra quý tộc các ngươi nói chuyện không giữ lời. Vừa rồi người Chu gia nói ngon nói ngọt, suýt dán mặt vào mông ta, giờ thì sao? Tất cả xé bỏ. Mặt Chu Trường Phát đỏ rực, tức giận người run bần bật. Sau chuyện này danh dự, danh vọng của Chu gia giảm mạnh, nghĩ đến đây Chu Trường Phát choáng váng mặt mày. Trái tim Tân Bì treo cao, gã hồi hộp siết chặt hai nắm tay khớp xương trắng bệch. Tân Bì vội nói. Ta là thúc công của đương kim hoàng đế, viện trưởng cung phụng viện, một lời đã nói tuyệt đối không lừa ngươi. Hãy thu về ánh sáng trận pháp trên chiến hạm, chúng ta từ từ nói chuyện. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng. Thu về ánh sáng trận pháp, thôi khỏ, ta cảm thấy nói chuyện như vậy tốt hơn, có cảm giác tốt hơn. Tân Bì biết nói nhiều thêm chỉ vô dụng, đành cắn răng nhức đầu nói. Ngươi ở Thiên Thủy Quốc làm võ thành vương của ngươi, làm thành chủ Viêm Vũ Thành của ngươi đi, sao lại đến Thượng Dương Thành ta gây chuyện thị phi? Mặt Lý Vân Tiêu lạnh băng hai tay khoanh trước ngực, hắn lạnh lùng nói. Tân lão già, nói kiểu đó làm ta bực mình. Tân lão già, rào rào, một đám người gục ngã. Tân Bì như vị thần trong Thượng Dương Thành, bình thường hoàng đế quản lý công chuyện,
nhưng việc gì vượt năng lực giải quyết sẽ do Tân Bì giải quyết. Bối phận của Tân Bì trên cả hoàng đế, là người cầm quyền trong Thượng Dương Thành, vậy mà có người kêu là Tân Lão già. Phương xa, Tân Như Ngọc tức giận đập nát cửu long điêu cốc đặt trên mặt bàn. Lý Vân Tiêu quát to. Cái gì bảo là ta đến Thượng Dương Thành gây chuyện thị phi? Chu Gia Kiêu căng ngang ngược, khinh người quá đáng, hơn nữa vô tín vô nghĩa, người người phỉ nhổ. Lần này ta đến là để tính sổ. Ngươi nói bậy. Chu Trường Phát không nhịn được nữa, tức giận quát. Rõ ràng là ngươi vô cớ gây sự, lại còn đổ nước bẩn lên đầu chúng ta. Lý Vân Tiêu lộ vẻ mặt châm biếm, rẻ rúng liếc xéo Chu Trường Phát, hừ lạnh một tiếng. Nói các ngươi vô tín vô nghĩa là vụ oan sao? Danh dự của Chu gia các ngươi thì vừa ồi người trong toàn Hỏa Ô đế quốc đã được thấy, ngươi còn muốn mặt mũi thì ngoan ngoãn câm miệng lại. Chu Trường Phát tức giận run rẩy. Ngươi! Tân Bì lườm Chu Trường Phát, sau đó ngước lên nhìn Lý Vân Tiêu, hỏi. Hiện tại ngươi muốn sao? Lý Vân Tiêu nói. Một, thả Tần Như Tuyết, công chúa của Thiên Thủy Quốc ta bị Chu Ngọc Sơn cướp đi, bồi thường tạ lỗi. Hai, hôm nay làm ta mấy lần lo âu hoảng hốt, phải bồi thường tổn thất tinh thần và vật chất. Tân Bì chửi thầm trong bụng, rốt cuộc là ai lo âu hoảng hốt? Cả đám bọn họ bị hù sợ toát mồ hôi lạnh, còn hắn thì bình yên không mất một cọng lông. Tân Bì buồn bực hỏi. Còn gì nữa không? Lý Vân Tiêu nhẹ gật đầu, cười nói. Điều cuối cùng, trận quyết đấu giữa ta và Chu Ngọc Sơn đã định trước không thể trốn tránh mãi nữa. Chu Dương Tiêu hoàn toàn không bình tĩnh suy nghĩ đến thân phận gì nữa, gã tức giận chửi đồng. Bà nội cha nó, ai trốn? Tân Bì vốn đã ôm cục tức, liếc Chu Dương Tiêu một cú sắc lẻm. Chu Dương Tiêu ngoan ngoãn im miệng, nhưng tức giận mặt tím lịm, đầu bốc khói. Hôm nay không chỉ uy vọng của Chu gia bị tổn hại, danh dự bị tổn hại, hiện tại còn bị chụp mũ trốn tránh sợ chết, danh tiếng không còn sót lại gì. Mấy ngàn năm qua có chủ Chu gia nào uất ức như Chu Dương Tiêu? Mặt Chu Trường Phát xanh mét trầm giọng nói. Thả một nữ nhân thì được, nhưng kêu Chu gia chúng ta xin lỗi tạ lỗi công chúa Thiên Thủy Quốc thì tuyệt đối không thể. Người gây sự trong địa bàn Chu gia ta, không giết người đã là đại ân, còn muốn bồi thường. Nằm mơ đi, điều kiện thứ ba thì có thể đồng ý. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Nếu vậy không có gì để bàn nữa, mọi người cùng nhau chết đi. Thanh Loan chiến hạm, Lục Phú tinh lược trận, toàn bộ mở ra. Lý Vân Tiêu hét lớn, ánh sáng trên Thanh Loan chiến hạm bừng lên nối liền thành một mảnh hút hết ánh mặt trời, nguyên Thượng Dương Thành bao phủ trong vầng sáng trắng. Khoan đã! Tân Bì cao giọng quát. Lý Vân Tiêu, người đừng quá đáng, có chừng mực chút. Lý Vân Tiêu gắt giọng. Quá đáng cái đầu ngươi, lão tử chẳng cần mạng thì quan tâm gì có quá đáng hay không? Có nhiều cái gọi là quý tộc chôn cùng lão tử, đáng giá. Tân Bì biến sắc mặt, Lý Vân Tiêu dám mắng thẳng mặt gã, không muốn sống nữa. Lòng Tân Bì căng thẳng, hậu quả chuyện này quá nghiêm trọng, không dám tưởng tượng. Tân Bì vội nói. Chờ đã, ta đồng ý điều kiện của ngươi, ta đồng ý thay Chu gia. Mắt Chu Trường Phát lóe tia tức giận. Bì đại nhân, Chu Trường Phát trầm giọng nói. Nếu đồng ý thì mặt mũi của Chu gia ta biết để vào đâu. Tân Bì lạnh lùng nhìn Chu Trường Phát. Các ngươi tự gây chuyện chẳng lẽ muốn toàn Thượng Dương Thành chôn cùng sao? Nói mặt mũi gì, nhìn bộ dáng của các ngươi thế này còn cái gọi là mặt mũi sao? Chu Trường Phát bị Tân Bì răn dậy không dám nói lời nào, chỉ có thể oán độc nhìn Lý Vân Tiêu chằm chằm. Chu Trường Phát sủa thầm sẽ có ngày lão nghiền xương Lý Vân Tiêu ra. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Ta chỉ nêu điều kiện, đồng ý hay không tùy các ngươi, hàng đưa ra không lấy lại. Hiện tại thả Tần Như Tuyết ra ngay, bồi thường 500 vạn khối trung phẩm nguyên thạch. Thông báo toàn thiên hạ xin lỗi Thiên Thủy Quốc. Thứ hai, ta tổn thất cũng không nhiều, tùy tiện đưa 5.000 vạn khối trung phẩm nguyên thạch là được. Giờ thả người, đưa tiền, ta đi ngay. Không thì chết chung. Cái gì, 500 vạn, 5.000 vạn. Chu Trường Phát tức giận quát. Ngươi quá đáng. Một công chúa bình thường muốn Chu gia ta bồi thường 500 vạn. Ngươi không bị dụng một cọng lông tóc nào đòi ta bồi thường 5.000 vạn. Quá đáng hết sức. Lý Vân Tiêu hầm hừ. Công chúa chính là quốc quân chi tôn, vô tội bị Chu gia ngươi bắt giữ, 500 vạn đã là rẻ. Ta lông tóc không tổn hao gì.
vừa rồi ngăn cản một kích của ngươi ta dùng cổ phù lục giai đáng giá ngàn van. Còn thanh loan chiến hạm này, ngươi nghĩ lấy từ đâu ra? Là ta thuê, không nói đến khởi động chiến hạm tiêu hao tài nguyên, chỉ tính tiền thuê mỗi ngày 1.000 vạn trung phẩm nguyên thạch. Đòi ngươi 5.000 vạn có nhiều không? Mọi người té xỉu. Cái gì, thuê? Tân Bì há hốc mồm, kinh ngạc hỏi. Cái, thứ này có thể thuê, thuê ở đâu? Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Thứ lỗi không nói được, mau thả người đưa tiền đi, tính kiên nhẫn của ta không tốt. Hơn nữa lục vũ tinh lược trận này có tàn khuyết, khởi động lâu dễ bị trượt tay, khi đó sẽ chết oan một đống. Đây là uy hiếp trắng trợn, nhưng Chu gia cũng chỉ có thể nuốt ngược máu và nước mắt vào bụng. 5.500 vạn trung phẩm nguyên thạch. Chu Cẩn sững sờ lẩm bẩm. Tiểu tử này ác thật. Mắt áo địch già lóe tia sáng, lạnh lùng nói. Tiểu tử này thật độc, hắn biết hành động lần này thắng chắc. Tần lão đại sẽ không cho phép thanh loan chiến hạm nổ tại đây, nên ngay từ đầu hắn đã ở thế bất bại. Chu Cẩn sắc mặt khó xem nói. Lần này rắc rối to, thanh loan chiến hạm của tiểu tử này như đồ chơi, không biết thế lực đứng sau lưng hắn là ai, giờ đồ ngốc đều biết sau lưng Viêm Vũ Thành không đơn giản. Chu Cẩn cố ý vô tình nói lời này với áo địch già không hề nhỏ giọng, truyền vào tai mọi người làm tất cả nhíu mày. Nhất là người Chu gia, Chu Trường Phát, Chu Dương Tiêu biểu tình cực kỳ khó xem. Bọn họ làm sao không biết sau lưng Lý Vân Tiêu có người. Nhưng sỉ nhục quá lớn, sao có thể bỏ qua. Bọn họ mắt đỏ ngầu tùy thời nổi khùng giết người làm đám đông bản năng thụt lùi. Thời gian qua một chén trà, một bóng người quen thuộc ra khỏi Chu gia, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mọi người rất muốn xem công chúa làm thiếu niên không tiếc đắc tội Chu gia cũng muốn cứu nàng có bộ dạng như thế nào. Tần Như Tuyết chỉ có tu vi võ sĩ nhất nguyên cảnh, khí thế của đám cường giả làm mặt nàng không còn chút máu, cảm giác như con chim nhỏ trong lòng, tùy ý mọi người ngắm nghía bình phẩm. Tần Như Tuyết sốt ruột muốn khóc, trước cặp mắt của ngàn vạn người, Tần Như Tuyết tựa đóa sen tuyết tùy thời bị gió thổi bay, mảnh mai mà bất lực, vai run rẩy. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Bình thường bộ dáng đại tỷ hung dữ mà sao bây giờ đã khóc nhè. Lý Vân Tiêu trở nên sáng sủa ấm áp như ánh nắng mùa đông. Người Tần Như Tuyết run rẩy, phụt ngẩng đầu nhìn, thấy khuôn mặt thanh tú quen thuộc. Nước mắt tràn mi, khuôn mặt Tần Như Tuyết ướt lệ. Hu 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 hu, Vân Tiêu, mang ta về đi, ta không muốn ở lại đi, hích hích hích. Tần Như Tuyết từng ảo tưởng cảnh này ngàn vạn lần không ngờ thật sự xuất hiện trước mắt nàng. Trong nghênh tướng đài ngoài quốc đô có rất nhiều cao thủ, là Lý Vân Tiêu không tiếc liều mình cứu nàng. Vào giây phút đó, thân hình cầm kiếm đứng thẳng tắp mãi mãi khắc trong lòng Tần Như Tuyết, không bao giờ xóa nhòa. Rất nhiều lần Tần Như Tuyết hy vọng Lý Vân Tiêu đến cứu nàng rồi lại không mong hắn đến. Tứ đại thế gia, dù là Thiên Thủy Quốc cũng không đắc tội nổi. Huống chi Lý Vân Tiêu chỉ là nhi tử võ tướng Thiên Thủy Quốc. Tần Như Tuyết cứ nghĩ nàng sẽ phải chịu đủ nhục nhã trong Chu gia. Bị giam cầm cả đời hoặc bị hành hạ đến chết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 19.